Alo, một đấy, alo. 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 Vâng, như vậy chào tất cả anh em đã quay trở lại vòng đấu cuối cùng trong giải đấu chín chung của hiệp thủ BB trong năm nay anh em ạ. Vâng, vòng đấu cuối cùng. Vòng đấu thứ 11. Vào vòng này thì B gặp game thủ He. Vâng, đồng đội cũ team Skyred. Và ngày hôm nay thì vòng đấu theo kiểu khép lại giải đấu chín chung. Và nếu như thắng trong buổi tối ngày hôm nay với kết quả theo kiểu hình như chỉ thắng thôi thì phải, chỉ cần win thôi là B sẽ có vị trí thứ tư anh em ạ. Sẽ có vị trí thứ tư sau chim sẻ, sau Hồng Anh, sau game thủ Quýt Cam. Sẽ bằng điểm nhưng mà hơn hiệu số với những game thủ còn lại nếu như Bi thắng He trong buổi tối ngày hôm nay. Hả? Chưa? Chưa đánh đâu. Vâng, tiếng mic ổn chưa anh em nhỉ? Hello mọi người. Vòng thi đấu cuối cùng rồi anh em ạ. Nói chung vòng này thì mình thắng He thì mình sẽ có vị thứ tư. Vâng, sẽ có cái vị thứ tư, nói chung là cũng được gọi là theo kiểu thành công khi mà khởi đầu mình thì tương đối chậm chạp. Khởi đầu Bi thì ít ai nghĩ rằng Bi có thể có mặt trong top 4 anh em ạ. Và ít người nghĩ rằng Bi có thể có mặt trong top 4 khi mà để thua rất là nhiều game thủ. Thua Tip Boy, thua Chim Sẻ, thua Hoàng Mai Nhi, thua Quýt Cam. Vâng, đang bảo Bi tích voice chat anh em ạ. Bi tích hay chưa? Hiện tại tiếng game mình có vẻ chưa có rồi anh em. Chào mọi người nhá, chào mọi người. Vâng, khởi đầu mà thua rất là nhiều game thủ. Thua Chim Sẻ này, thua Hoàng Mai Nhi này, và thua Quýt Cam, thua Chip Boy. Thì ít người nghĩ rằng Bi có thể có mặt trong top 4. Nhưng bây giờ thì những vòng cuối cùng thì Bi đang có kết quả thôi, kiểu nếu như mà thắng theo trong buổi tối ngày hôm nay thì vâng, vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng cho tụi BB anh em ạ sẽ thuộc về game thủ BB nếu như BB win trong kẻ đấu buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thứ hai là Hoàng Anh, thứ ba là Quýt Cam anh em ạ. Thứ ba là Quýt Cam. Quýt Cam thì ba vị trí đầu tiên thì chắc chắn là giữ nguyên rồi. Theo thứ tự thì là Chim Sẻ, Hồng Anh và Quýt Cam. Còn vị trí thứ tư là cuộc cạnh tranh của những game thủ như là Bi, như là He. Đấy. À, còn Hoàng Anh Nhi nữa. Còn game thủ Hoàng Anh Nhi nữa, nhưng nếu như Hoàng Nhi tối nay có thể thắng được Chim Sẻ hay không? Cái quan trọng là cái việc mạch mách có thể thắng Chim Sẻ hay không, ta chưa biết anh em ạ. Tích vời chat Bi ơi. Vâng, cái gì 49 à? Cái gì mà 9 là con AC đấy. Vâng, 49. Số 4 là con nào? Ô, nó bảng quân có nhầm hay không nhỉ? Hiện tại thì Bi chọn AC. Và bảng quân mình view là mấy 100 anh Điệp ơi. Máy quay quân là bao nhiêu anh ơi? Rồi, giờ mới quay này. Vâng, bây giờ mới quay. Bây giờ sử dụng bảng 1 hay là bảng 2? Vâng, như vậy là 14 và số 6. 14 và 6, He là số 14, Bi là số 6 anh em ạ. Có được quân gì? Và như vậy thì có thể sử dụng bảng quân nào nhỉ? Bi là Greg à? Số 6 là Greg, như vậy bảng quân là bảng 5. Sử dụng bảng quân số 5. Số 6 là Greg và số 14 là Persan ở He bên kia anh em ạ. Một chất quân mà nói chung là khó chơi hơn cho Bi rồi. Khó chơi hơn. Vâng, xem rồi. Ông Bi trận đầu chưa thích tiếng game rồi anh em ạ. Ông Bi sau đầu thì lại quên tiếp tiền game cho mọi người. Hiện tại thì chưa có tiền game cho anh em. Rồi, sorry mọi người. Và nhắc như thế mà không nghe đúng là cạn lời. Hét to như vậy thì mình không nghe anh em ạ. Cam của ông anh thì không phải rồi. Đó. Đây là cậu He. Cậu He thôi thôi thôi. Thôi trông cam của Bi nhỉ. Và như vậy trận đầu trông cam của Bi anh em ạ. Bên ban tổ chức đang chưa chỉnh cam của Bi cho chúng ta. Và Bi thì quyên tích voice chat và dù hét rất là to rồi. Hét rất to từ bên dưới lên rồi. Ông Bi vẫn không nghe thấy. Và chất quân thì Bi cầm Rex và hét cầm Perm trận đầu. Ở trung quân này thì chưa phải là quá tịt. Vẫn đang còn cửa cho Bi nếu như quân ta là cái khẩu bài chúng ta là bài mắc binh. Còn bài Perm của bạn là bài Perm bình thường. Thì theo lý thuyết là chất quân đang còn cửa cho Bi trận đầu anh em ạ. Bù lại việc trận đầu trong thời gian thì em sẽ người bình luận nhiều hơn cho anh em. Nói nhiều hơn. Greg của Bi
Và He là người cầm pơ. Rồi quả đầu 6 cây rồi, có hươu cho bi luôn rồi. Vâng, chuẩn bị thì nói chung là check chắc cẩn thận rồi, nhưng mà bên ban tổ chức người ta chưa làm cam anh em ạ. Không cho phép lệnh cam trực tiếp mà phải chờ cam ban tổ chức anh em ạ. Lấy cam qua NDI, bởi phòng kia thì mình không có dây nối lên được. Bình luận và game thủ ngồi khác phòng nhau cách rất xa. Vâng, để cam ở He cũng được, cái này cũng được anh ạ. Cái này theo Facebook thì không được phép, chúng ta không phép để cam ở những người khác. Nói chung bi đánh thì phải để cam ở bi thôi. Không có thì thôi, tạm thời là để vâng, giấu đi thôi. Đây là 14/16. Ông bi ngáo thật sự, em hô như vậy mà không nghe anh em ạ. Như vậy bảo nhắn tin các kiểu rồi. Chắc là đang không tập trung. Và cái 98 nghe bảo là đang thua 4-6 cho Hồng Anh rồi. Nghe bảo là 98 đang thua tỷ số 4-6 cho game thủ Hồng Anh. À, nhưng mà vẫn đang còn cửa chứ nhở. Rồi quả phụ rồi. Một bài cầm rách mà có quả phụ. Và có gỗ đầu đưa về cho Bi. Ép đầu thời điểm có lẽ khá muộn. Có lẽ khá muộn anh em ạ. Khi mà gỗ đầu của Bi sau đó nhìn qua thì gỗ đầu của Bi không gần. Không phải là bài gỗ đầu gần dành cho game thủ Bi. Vâng, Bi mà thắng E trong buổi tối ngày hôm nay thì vượt lên vị trí thứ AOE chỉ mới đúng nhỉ? Thứ tư anh em ạ, thứ tư. Sau ba người đó chim sẻ, đó là vâng, Hồng Anh, đó Quýt Cam. Ba người chia nhau vị trí thứ 1, thứ 2 và thứ 3. Tất nhiên thì nếu Bi thắng vòng này nhưng vẫn phải chờ. Bi thắng vòng này mà vẫn phải chờ kết quả kẹp đấu giữa chim sẻ và Hoàng Mai Nhi. Bởi Hoàng Nhi hiện tại đang có hơn Bi 3 điểm. Hơn Bi 3 điểm. Tờ Bi thắng vòng này thì sẽ bằng điểm của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, phải chờ anh Bách thua chim sẻ cơ. Mà nói chung thì để mà anh Bách thua chim sẻ là chuyện mà em nghĩ là tỷ lệ xảy ra là khá cao. Vâng, trước mắt là Bi phải thắng He cái đã. Và thứ hai là phải chờ. Vâng, phải chờ kết quả của chim sẻ Hoàng Mai Nhi. Nếu như mà anh Bách thua chim sẻ thì Bi sẽ có vị trí thứ tư mọi người nhá. Sẽ có vị trí thứ tư. Còn nếu như mà cơn theo kiểu một cuộc và một cơn địa chấn xảy ra mà Hoàng Nhi thắng chim sẻ thì Bi khả năng cao là gãy. Gãy TV cho Bi nghe bạn. Và nói chung trong giải lần này thì với khởi đầu chạch choạc của Bi thì em nghĩ đăng vị thứ tư là vị trí mà em nghĩ nó cũng là tuyệt vời rồi. Cũng là rất tốt của Bi rồi anh em ạ. Bởi thua rất là nhiều người. Thua chim sẻ, thua Hoàng Mai Nhi, thua Cam Quýt, thua Chip Boy. Hay thua 4 người rồi. Thành ra thì vị trí thứ tư là vị trí mà em nghĩ là ổn dành cho những người mộ của Bi trong mùa giải năm nay. Vâng, 25/28. Vâng, di chuyển ăn thêm một quả phụ. Bài là bài hai quả phụ, Ruby lực khỏe đấy chứ. Mỗi tội quả phụ thứ hai thì hơi xa. Hơi xa. Một bài đấu kích sao khoảng tầm độ cuối 10. Và em biết được cuối 10 đấy anh em ạ. Và đi dâng cho Ruby. Vâng, quyết định của Ruby đó đi dâng anh em ạ. Quyết định của Ruby đó đi dâng trong trận đầu tiên. Cam hiện tại chưa có anh em ơi. Cam thì đang chờ bên trọng tài người ta làm việc. Người ta chỉnh nốt cái phần còn lại. Bởi Cam hiện tại thì nghe bảo là chỉ lấy theo kiểu gọi là cái kèo của Hồng Anh thì 98 đang diễn ra, thành ra cam thì chúng ta chưa lấy anh em ạ. Đây cam của Hồng Anh này. Đây là cam của game thủ He. Và đây 98 bi dâu cam anh em ạ. Cái này ban tổ chức thôi. Em thì không dùng cam thường được. Và cam của 98 thôi anh em ạ. Và hiện tại thì cam của bi thì chưa có tín hiệu truyền về. Em vừa bảo ban trọng tài rồi. Và như vậy là 25 nông dân vào bài kích cuối 10 của bi. Đi dâng lờ. Nhà đầu bạn khả năng cao là góc đỉnh 12 giờ dành cho bài cầm pơ của đầu bạn bên kia. Vâng, mặc dù cầm pơ, mặc dù là pơ gặp crack nhưng tạm thời điểm số bị đang cao hơn. Và điểm số bị đang cao hơn đối bạn. Vâng, 6 dân quốc vàng số bi. Bãi vàng cơ cấu rất kín. Vâng, rất kín. Hai chiếc e là kín luôn rồi. Lên cài công. Và nâng cấp đầu vàng ý định là đi công pê số bi. Ôi trời ơi, hỏng rồi. Công ngay mặt sau nhà đồ bạn. Vâng, công ngay mặt BB của He anh em ạ. Và nhìn qua thế này, thế nhà này của Pơ là một thế bài rất khung của He. Và nhìn qua thế nhà đồ bạn là thế nhà cực kỳ khung. Vâng, 98 là người đang để thua ông anh em ạ. Thua tỷ số là 4-6 thôi. Chưa thua chung cuộc. Chưa thua chung cuộc, vẫn đang còn cơ hội cho 98. He là bài khung nhà, vàng là vàng trôi ra ngoài của đồ bạn. Vàng gần thì He là người không ăn được. Có con tê đứng kê rồi. Vâng, đồ bạn đến đời là khá muộn. Ô, vẫn đang đề 2 nữa. Ô,
vẫn đang để 2 chopper của đội bạn, một bài kích sang đầu 11 chopper. Và tôi nghĩ rằng với việc một đội bạn có đó, đạo dân hưu bên ngoài thì khả năng cao bên ngoài vẫn đang còn dân ở he. Bi có chủ động đi tìm hay không đây? Nhà L mình đóng hơi xa. Vâng, nhà L mình đóng hơi xa anh em ạ. Một L và công P, he chắc chắn là người thủ phù rồi. 99% đầu bạn là người sẽ thủ phù để chống lại con chém đầu tiên của chúng ta. Vâng, đây sẽ nhà BP thứ hai của Bi. Đây sẽ nhà BP thứ hai. Vâng, công và vàng ngoài đầu bạn thôi. Cái quan trọng he là vàng ngoài anh em ạ. Cứ công chết vàng đầu bạn tôi là ok đấy. He sẽ không thể nào gọi là có quá nhiều phù và cung A được. Vâng, phù dân vàng đầu bạn luôn. A là A thụt dành cho bài cầm pơ của he bên kia. Phù luôn dân vàng đầu bạn. Và thậm chí là dân đang sẵn sàng vụt luôn. Vâng, đập e để xông nhà đầu bạn. Vâng, BP thứ 3 của Bi. Đấy, phù đi. Đấy. Lùi. Rồi, phù dân đầu bạn và đen đi luôn. Đen đi luôn. Hoặc là quay trở lại vụt luôn. Vâng, 1P xong đều. BP thứ 3 đã có. Phù được một dân vàng của Persian phía bên kia. Vâng, đầu bạn đen ra cái gì? Cái gì cơ? Định làm cho gì? Vâng, này thì đen ra vụt phù chúng tôi này. Này thì đen ra chúng tôi này. Láo thật, ăn vàng luôn. Ăn vàng trước cửa nhà đầu bạn luôn, chuẩn rồi. Công tất tay luôn. Cái quan trọng là vẫn hay là người có đạo dân ngoài. Bi tìm ra chưa nhỉ? Bi nghĩ là hay là người giật tất cả dân về ra ruộng. Nhưng tôi nghĩ rằng, cá nhân mình nghĩ rằng pơ đồ bạn kiểu gì có đạo dân bên ngoài. Đạo dân ăn mình hiểu ở góc chiến giờ kia, nhiều đang hẹn sẽ người chạy đi để cố gắng tìm một đồ ăn vàng. Nhưng Bi thì không nghĩ như vậy. Vâng, Bi là 33-36. Vâng, đồ bạn không ăn được vàng nha. Lượng vàng thời điểm đầu đồ bạn không nào sóc quá nhiều quân được. Vâng, rất đông cùng đồ bạn. Nhưng đây là phù đứng trên dốc. Vâng, đây là phù đứng trên dốc chúng ta. Tầm xa đầu bạn chỉ là 7+1 thôi. Sóc đều P. Và sóc luôn cả chém. Tránh về đầu bạn là người. Nếu như sớm chui ra ngoài thì mình bổ luôn qua đầu bạn luôn. Chơi luôn qua đầu bạn luôn. Đây là 35-36. Cái gì? Trận Hùng Grit nó bảo cái gì đấy? Vâng. Nghe bảo trận đầu này Hùng Grit nó bảo thua trận này thì trả hết tiền anh em ạ. Tham lai. Một tơn tham hay không đầu bạn không có dân. Bi đang soi cái việc mà đầu bạn có tăng vàng hay không anh em ạ. Bi đang soi để xem hay có tăng vàng hay không. Và có vẻ như he không tăng vàng. Khá đông qua rồi đồ bạn. Bắt đầu he không thủ phù dành ra thì lượng vàng ăn được từ đầu. Anh ta nên đổ bổ vàng và có khá đông cung. Vàng bắt đầu sổ ra. Họ bắt đầu sổ ra ngoài và có vẻ cho he bên kia bắt phù chúng ta. Bốn con chém. Tờ này mà phù đỏ là đồ bạn chết luôn này. Phù đỏ hay không? Vàng đang vẫy đang thổi. Bốn con đổi màu. He là người đang hết vàng rồi. Họ đang tất tay ra để chiếm lại vé vàng trước cửa nhà đồ bạn. Vàng Bi đang tạm thời phải lùi lại một tơn. Bi đang tạm thời lùi lại một tơn rồi. Bỏ chỗ này. Nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ người từ bỏ tất cả và tiếp tục quay trở lại. Sau khi mà phù hồi mana thì Bi đang quay trở lại. Và phù sinh ra cái đấy. Thổi đi. Và đồ bạn lên đủ vàng từ đầu rồi. Hè có lên đầu vàng từ đầu. Thành ra lượng phù lượng của anh ta tích được đang là nhiều. Đây là 37. Và tiếp tục là thổi phù. Cần phải thổi thật khéo thế này. Và này thì chui ra này. Đó, lùi lại. Chờ mana. Họ đang bật đây xô và OP chúng ta. Vậy e kìa. Và có vẻ e từ đồ bạn. Rất đông phủ huy anh em. Khoảng tầm độ 20 con phủ đang đứng trước cửa. Đấy mày chui đi. Đấy chơi đi. Mày chơi đi Hùng ơi. Chơi đi. Rồi chúc ngon miệng. Rất tốt. Quýt. Và đánh đâm cây gì. Làm gì còn vào mà chơi. Bổ lại dân vào đồ bạn luôn. Đè dân vào mà chơi. Và tỷ số là 1-0 giúp bị của ai. Vâng, đi đúng, gọi là chơi vào đúng điểm yếu của đội bạn anh em ạ. Chơi vào đúng điểm yếu của đội bạn. Đó, việc vàng đội bạn thì không có quá nhiều. Tích vòi chát đi ơi. Tích vòi chát chỉnh ca bông Bi với. Bảo anh Điệp chỉnh ca bông Bi hộ phát. Sao lúc đầu ở bảng 5 mà nhỉ? Ai bảo bảng 3 đấy? Chém các bạn ạ.
Vâng, như vậy bảng 3 anh em ạ, dùng bảng quân số 3. Vừa lượt quay thứ hai thôi. Sẽ dùng bảng quân số 3 trong trận đấu này anh em ạ. Vâng, BB là quân ở bên phải. Chúng ta là số bao nhiêu đây? Vâng, như vậy là 13, 12. Úi trời, mày gáy cái gì? Vâng, 13, 12. Pơ của game thủ He. Và 12 là con Pan. Được. Pơ Pan. Vâng, Pơ Pan. Đồ bạn là Pơ. Chúng ta là Pan rồi anh em ạ. Một chất quân nói chung là xem lẫn nhau. Con Pơ khỏe một chút thời điểm đầu thôi. Vâng, về sau con Pan có thể giữ ta mà có ống giờ tốt hơn. Nói chung việc chuyển quân để chống phù thì con Pan lại coi là khỏe con Pơ. Chẳng qua ép đời thì hơi thua một chút thôi. Thời điểm đầu con Pơ bao giờ nó cũng phũ phàng hơn. Vâng, mắc đầu càng nhỏ con Pơ càng có lợi thế. Đây quả đầu 6 cây chú Bi. Và tất nhiên là khi mà đánh Bi đánh solo thì cái việc Bi cầm Pơ cầm Pan thì chưa được yên tâm cả anh em ạ. Chưa bao giờ được quá gọi là quá yên tâm cả. Mỗi lần Bi cầm những loại quân như là Pơ Pan. Bởi bài vở Pơ Pan của Bi cầm thì đa phần là bài vở như lều vậy. Bài nó không mắc binh. Để xem trận đấu này có phải là ngoại lệ của Bi không. Và hiện tại cam của Bi thì cũng đang ban tổ chức đang làm gì mà chưa có anh em ạ. Khó hiểu thật, em vừa bảo bên trọng tài rồi. Vẫn chưa có Kami cho anh em để theo dõi khuôn mặt của Bi lúc mà chiến thắng. Chưa có cam của Bi này. Rồi em chào Nguyễn Văn Giáp, xin chào Minh Lê, cảm ơn mọi người. Bi mà thắng thì sẽ đứng thứ tư anh em ạ. Và nếu như mà tối nay anh bách thằng chim sẻ thì vị trí thứ tư lại thuộc về cái thủ Hoàng Mai Nhi. Đấy. Nói chung là chúng ta thắng kèo này. Và thứ hai phải chờ để xem Hoàng Nhi có thắng chim sẻ hay không. Nếu như mà anh bách thằng chim sẻ thì chim sẻ là người trước anh em anh bách sẽ người vươn lên thứ tư. Vươn lên vị trí thứ tư. Còn anh bách thua chim sẻ thì tất nhiên rồi. BB sẽ người đứng ở vị trí thứ tư. Chắc chắn là như vậy. Và hiện tại thì bên có hiệu số là 6 bằng với He. Thua điểm He nhưng có hiệu số bằng với He. Thành ra thì thắng He thì sẽ có hiệu số cao. Nói chung thắng cách biệt 2 bàn. Nói chung là không được để He chạm 6. Phải thắng 8-5 hoặc là chuẩn rồi. Bắt buộc phải thắng 8-5 anh em ạ. Thắng nhưng mà phải 8-5 thì sẽ có vị trí thứ 4. Và tất cả bảng xếp hạng cũng như là việc mà lịch thi đấu kết quả những vòng đó qua anh em truy cập vào trang web đó là aoe.vn gạch ngang All Star mọi người nhá. aoe.vn gạch ngang All Star cho anh em. Và có tất tần tật những vị trí như kiểu là lịch thi đấu kết quả và xếp hạng để nắm bắt rõ hơn. Chứ còn nói trên cung chat thế này thì anh em cũng khó thể hiểu được. Và ngày hôm nay thì vẫn đang trong tuần lễ sao rơi phải anh em ạ. Anh em khuyến giả nào chúng ta may mắn nhận được sao rơi nhớ tặng luôn game thủ anh em nhá. Anh em may mắn nhận được sao rơi thì tặng luôn Zombie. Bởi cái sao rơi này tồn tại trong khoảng tầm độ 30 giây đến 1 phút thôi. Nếu như anh em không gửi tặng luôn thì chỉ tầm 30 giây sau nó mất đi, nó khá lãng phí. Rất là lãng phí. Thành ra hy vọng anh em có thể gọi là nhận được sao rơi thì tặng luôn Zombie mọi người nhá. Em cảm ơn ạ. À nhờ, He thua thì chắc chắn He bị trừ. Ồ đúng. Nhưng mà anh Bách cơ. Quan trọng là anh Bách cơ anh em ạ. Mình đang set hiệu số với anh Bách. Đấy, anh em truy cập vào trang web đó là aoe.vn gạch ngang All Star thì sẽ cập nhật rõ hơn. Mình đang set hiệu số với Hoàng Mai Nhi cơ. Còn He tầm này không quan trọng rồi. Thắng He mặc định He xuống dưới Bi. He xếp sau Bi. Đó mặc định. Trận này Pan là 18 dân Pan rồi. Bài vở vẫn đang có thiếu chút đồ Zombie. Và một bài đấu vẫn đang phải đập lô anh em ạ. Bài ca solo cho Pan rồi. Và tiềm đầu có đầu đưa về Zombie. Đánh 18 dân. Và đập lô thật đôi voi. Một bài siêu tròn đồ. Đến từ bài cầm Pan của Bi anh em ạ. Một bài siêu tròn đồ. Cái quan trọng là sợ tối nay anh Bách thắng được sẻ thôi anh em ạ. Tất nhiên thì cái việc mà để anh Bách thắng sẻ thì nó khó xảy ra. Nhưng nó không thể nào là chắc chắn là không thể xảy ra được. Biết đâu một ngày đẹp trời thì anh Bách thắng chim sẻ chẳng hạn. Hoặc là phong độ theo kiểu chim sẻ yếu và quân bài anh Bách là người lộc hơn chẳng hạn. Thì việc mà chim sẻ để thua là một cái chuyện nó cũng em biết có thể xảy ra thôi. Mặc dù biết là cửa chim sẻ thắng là cao. Nhưng không thể nói là vâng chắc chắn là sẽ win được. Và gầm toàn theo kiểu cho son của Rekata. Thì chưa biết đâu mà lần cả. Cố gắng câu một roi xa về chú Bi. Vâng, cố gắng câu một roi xa về chú Bi. Ông ơi, ai chỉ cam cho
Vâng, lên đời đủ bạn, lên đời sớm chúng ta. Lên đời sớm hơn chúng ta cho đủ bạn. Cái này chắc chắn rồi, bị là bài kích 10-40. Vâng, 10-40 cho bạn. Chiều nay thì nó một người phá vỡ kỷ lục của chính ta tạo ra rồi anh em ạ. Nó một là người thắng trước Gunny với tỷ số là 7-6 hay sao ấy. Và có tỷ số bao nhiêu? À 8-5 chứ. Nô một thắng Gunny chiều nay. Và như vậy kỷ lục, đáng lẽ ra thì cái kỷ lục mà thấy có là toàn thua cả mấy nhà 11 vòng thì nô một nắm giữ rồi, nhưng mà không. Đến phút cuối anh bắt đầu gọi là theo kiểu khởi động 10 vòng đầu. Và vòng 11 thì bắt đầu thi đấu. Hơi đáng tiếc giải này không có lượt về anh em ạ. Kiểu giải này không có lượt về, còn em nghĩ rằng nếu như có lượt về thì một người sẽ trở lại và thi đấu cực kỳ mạnh mẽ. 13 cả. Ui dồi ôi. Kinh thế nhở. Vâng, nô thắng Gunny 13. Vâng, kinh quá đi bất. Vâng, vừa rồi trận đầu thì Greg thắng Bơ anh em ạ. Greg thắng Bơ. Hè chọc ở giữa bản đồ kìa. Vâng, do đội bạn là do công giáp. Chết 4 dần rồi bạn. Tình huống mà đội bạn chọc con giò công giáp rất thôn. Chết bật 4 dần rồi bị. Và 4 dần này là 4 dần pan anh em ạ. Loại dần cực kỳ đắt. Sao sao? À rồi, ok rồi, giờ ok rồi. Giờ thì ok rồi. Nãy nó đen xì. Hả? Nick mưa nào đâu, nick của em là Trần Huy mà. Vâng, 16-2 anh em ạ. Tòa này thì có lẽ một L và thủ phù thôi. Mưa nào. Vâng, thì có đủ bạn lọt vào dụng chính của chúng ta. Đây là 14-36 và nghe cũng có thủ một phù. Ừ, đội bạn cũng có thủ một phù anh em ạ. Ê, ê, ê. Vâng, không được. Một tên vẻ e mà đội bạn là người vẻ e tốt hơn. Họ đang vẻ e rất kịp thời. Hôm nay còn lại 13 của ban thôi anh em ạ. Khê quá. Còn lại 13 số ban thôi. Đội bạn 1L thủ P khung nhà và khả năng cao chuyển A. Khả năng cao pơ đội bạn sẽ người là người sẽ chuyển ở cung A anh em ạ. Một thế trận nhìn qua là khá ghê. Rất căng. Vâng, dùng cái từ căng để cho anh em bây giờ gọi là thông cảm chúng ta suy nghĩ lạc quan thôi. Còn dùng chuẩn từ là một thế trận tịt của tịt dành cho Bi. Tham còn 15 đồ bạn là người khung nhà 1L thủ P và chuyển A. Rất dễ đánh cho Pơ. Vâng, rất dễ đánh cho Pơ anh em ạ. Dùng cái từ thế kiểu thế trận căng là thế kiểu chúng ta gọi là lạc quan đấy. Còn chuẩn thế trận nào này thế trận tịt cho Bi rồi. Và Pơ là Pơ 1L thủ P khung nhà và chuyển đúng qua của bạn luôn. Và nếu như để cho Pơ được thành công qua rồi thì những con phù của Pan này sẽ phê. Phù của Pan thì không có công nghệ gì cả. Và không có công nghệ gì cả. PG là PG của Hoàng Anh em ạ. PG này thì của kiến thủ Hoàng Anh. Vâng, một tên lọt. Đồ bạn có thủ phù. Và thủ trần lực tự pâu của đồ bạn. Vâng, rất khó chơi. Là tôi cũng quýt, không phải dọa. Vâng, tao muốn rít mạch không phải dọa gì cả. Để đấy tao tự quýt. Tao nó vuông. Đây là 19, ô khả năng là đỏ tới đây là đồ bạn. Vẫn qua còn cửa đấy, đỏ đấy em ơi. Rồi. Vâng, có cung A rồi. Thời điểm he và đang chỉ là cung áo đáo. Vâng, tên này phải thủ đỏ. Thủ chặt đỏ. Cộng thêm việc he là người phủ đen cơ. Tạm là 21-36. Bí bắt đầu quấn được khá nhiều ruộng. Nhưng phù là phù pan. Vâng, phù là phù pan thôi. Loại phù mà không phải là con phù mắc minh công nghệ. Đến từ Bí. Vâng, bây giờ chuyển A còn kịp hay không đây. Vâng, chuyển A thì sợ không kịp. Có lẽ lạc đà chuyển kẹp cung giờ kẹp phù thôi anh em ạ. Chứ còn tầm này bảo Bi chuyển A thì tôi sợ là không kịp với tiến độ đẩy quân của đội bạn. Khả năng cao là đánh kiểu lạc đà rồi kẹp cung giờ thôi. Để mà chuyển A luôn thì khá khó. Cung A đội bạn bắt đầu thủ vào đâu. Và đây quả tác động 7 cung A áo của bài Camper. Bi là 4 lạc đà đảo và phù đang thổi chua. Phù được một cung A của hè và đội bạn còn rất nhiều quân đứng thủ nhà trần lực. 25-36 và sắp cung giờ thôi. Và đang cố gắng. Tham ai có thời điểm chỉ là 13-11 thôi.
có những thời điểm mà tao vị trí 13 thôi. Nhưng bây giờ là 25-32 rồi. Khe bắt đầu đi quân. Và bắt đầu đi quân. Lạc đà đang đảo. Mà phù vẫn rồi, phù đèn thế nhở. Khoai quá. 25-32 nữa kiến thủ BB. Một trận đấu mà đội bạn bắt đầu đẩy cao lên giữa hai nhà rồi. Để mất con sốc này bạn để đẩy nhà chúng ta luôn thì càng cao là thua. Vâng, có những thời điểm mà Tam chỉ là 13 thôi, bây giờ Tam B là 26. Tam E tầm này khoảng tầm tôi nghĩ khoảng tầm độ gần 40. Thậm chí là hơn 40 từ đủ bạn. Kiểu thao đầu bàn Tam 03 nở ra cực kỳ nhanh. BB là 27. 21 giờ là sẻ với cả Hoàng Anh Nhi anh em ạ. 21 giờ thì chim sẻ gặp kiến thủ Hoàng Anh Nhi. Vâng, đây là 29-32, tiếp tục ra ruộng thôi. Vâng, đi công ảo của Tơn. Có thể lượng quân của bạn đang ở đâu nhỉ? Không biết là lượng quân của bạn đang ở đâu. Cùng giờ đi trước để bắn phủ đồ bạn. Ô, đồ bạn đi quân cao lên rồi. Nhà đồ bạn không có gì cả. Tờ này quáng móc thôi. Thôi chạy chạy chạy. Phóng thôi. Té thôi. Vâng, 31-32. Tầm này thì giữ và tăng từng tà 1. Vâng, giữ và tăng từng tà 1. Nói chung thấy trận này thì chúng ta cố gắng hết sức và chờ đợi sai lầm thứ hai thôi anh em. Cố gắng hết cơ và có thể gọi là chờ đợi sai lầm thứ hai bên kia thôi. Và vừa là phải cố gắng hết sức, vừa là phải chờ đợi một sai lầm rất lớn của đội bạn. Còn nếu như mình đánh theo kiểu mình đánh mắc binh, đội bạn cũng mắc binh thì chúng ta thua. Thế thôi. Vâng, 34-36 chuyển sang sóc chém kẹp cùng giờ Zobi. Tất nhiên thì tôi nghĩ lạc pan thì lạc đà cũng được mà ngựa chém cũng được. Lạc đà pan thì bị khung ma nó khắc, nhưng quan trọng pan nó di chuyển nó đảo nhanh hơn. Đấy, ngựa chém phải chỉ hơn. Với con pan thì một lối quân thì cả sóc lạc đà ấy cả cùng ngựa chém thì tôi nghĩ là cũng như nhau thôi. Pan lạc đà thì ít máu nhưng quan trọng nó đảo nhiệt tình hơn. Nó hút đam hiệu quả hơn, nó chảy ngang chảy dọc. Nó chạy rất nhanh. Khung ma bắn vào thì toàn xịt. Đây là 36 Tobi rồi. Vâng, đây là 36 Tobi rồi. Vâng, tìm đầu thì không dám chuyển A anh em ạ. Chuyển A sợ không kịp. Bởi chuyển A thì mình mất rất nhiều thời gian và lực. Và bạn đẩy luôn thì mình lại không có đủ lượng quân thủ nhà. Thành ra chuyển sang đánh cung giờ thôi. Còn nếu như mà nhà xa nhau, nhà đồng bạn 3 giờ ngã, thì tôi nghĩ rằng BB là người cũng chuyển A. Nhưng nhà là quá gần nhau. Thành ra việc mà chuyển A mà đồng bạn dí luôn ta không có quân thủ thì ta là người sẽ chết luôn. Trận đấu này thì phu được công an đồng bạn. Vâng, lạc đà đảo nhiệt tình lên. Đấy, lạc đà pa nó đảo hiệu quả lắm. Nhưng bạn có cả phu. Vâng, lý do mình bảo rằng lạc đà pan, pan này thì sóc lạc đà ngựa chém cũng như nhau là như vậy. Lạc đà pan nó đảo cực kỳ hiệu quả. Nhưng đồ bạn phu được một lạc đà chúng ta. Vì đang cố gắng điều giờ. Hè cũng đang điều cùng. Một tầng đầu quân mà thiệt hại cho cả đối bên. Lý do mình bảo là pan sóc lạc đà với cả ngựa chém thì hiệu quả vâng ngang nhau là như vậy. Ngựa chém chỉ hơn. Nhưng lạc đà pan đảo nó hiệu quả hơn. Và sóc cả sóc đơn chuẩn bị luôn. Trận đấu này tạm thời thì đồ bạn đang là người lùi lại và chờ tên chi viện. He đang lùi lại và chờ tên chi viện. Và một tên mới sinh ra Toby. Và họ lại tiếp tục bổ sung tên quân nữa. Ok. Tỷ số sẽ là 1-1 thôi anh em ạ. Thực sự là khoai. Cố gắng hết sức cho các bạn là người cũng đang đánh không có bất kỳ sai lầm gì xảy ra cho em bên kia cả. Và đang ngậm ngùi để thua với tỷ số 1-1. Và bị chọc chết nhiều dân điểm đầu. Tham ai có lúc còn lại chỉ là 13 thôi. Mà 13 tham của Pan thì thực sự là khó. Và thực sự là khó. Một đều. Hai trận đấu đang diễn ra siêu cân rồi. Và vào đầu cuối cùng của giải AOE 9 Trung 2020. Và như vậy trận đấu này thì chúng ta sử dụng bảng quân số 4 anh em ạ. Ở trận này thì chúng ta sử dụng bảng quân số 4. Chín tám thắng hay thua rồi? Quay chưa nhở? Chưa quay đúng không? Và ngày hôm nay thì 5 bảng quân anh em ạ. Dùng 5 bảng quân.
Cái này nói chung là theo kiểu chúng ta làm càng nhiều bảng quân thì tránh cái việc can thiệp từ bên thứ ba càng nhiều thôi anh em. Nói chung thì để tạo một sân chơi theo kiểu nó công bằng, nó xanh chín cho game thủ, chúng ta chọn rất nhiều bảng quân để tránh việc can thiệp từ bên ngoài. Mỗi trận đấu thì dùng cho bảng quân anh em ạ. Và việc chọn bảng nào thì sẽ quay ra đun ngẫu nhiên. Ở trận đấu thứ 3 này thì dùng bảng quân số 4. Chưa. Vâng, 13-16 á, quay rồi á. Thôi Baby và Sen. Và như vậy quay rồi anh em ạ. Khổ thật. Baby của Bi và Sen của hai bên kia. Một chất quân, tiếp tục một chất quân có hơn. Ở 3 trận đầu thì chúng ta khởi dưới cả 3. Perpan thì mắc solo, con Pan dù sao cũng yếu một chút thời điểm đầu. Và đây là 6-8 đến từ Bi. Quả đầu ăn được, cỗ đầu là nói chung là một cây với 5 gần nhà thôi. Cỗ đầu không phải quá gần cho Bi. Vâng, quả đầu 7 cây. Chất quân là chất quân khó chơi hơn rất nhiều. Và PG bên cạnh là của Hồng Anh em ạ. Bi thì không có PG. Và Bi thì không có PG. Sang Baby. Map solo thì em nghĩ là 10 người phải đến khoảng tầm độ 9,9 người. Và 9 người đánh giá con Pơ cửa trên một chút con Pan trong map solo anh em. Dù sao Pơ xa nó vẫn có cái độ phũ riêng của nó riêng. Và 10-2 đến từ con Babylon của Bi. Con Pan điểm đầu chắc chắn nó thua Pơ rồi. Chẳng qua về sau thì con Pan có thể gọi là nếu như chuyển được quân thì con Pan có rất nhiều lợi thế tầm xa 7-2. Đấy. Còn lại thời điểm đầu con Pơ chắc chắn nó cửa trên rồi. Lên đời sớm hơn. Và ngựa giò có sớm hơn. Đấy. Có thể chuyển quân dễ dàng nếu như mà Pơ ăn hoang được 1-7-7. Vâng, bài là bài theo kiểu nhìn qua thì cũng tươi tươi đấy. Bi ăn quả phụ trước thì phải. Kia là quả phụ, là quả đầu nhỉ. Vâng, 7 cây thì chắc chắn là quả đầu rồi. Vâng, quả phụ rất gần nhà chính luôn. Bản đầu Bi có 2 quả chính. Vâng, Bi có 2 quả chính. He thì đỏ rồi anh em ạ. He thì lần gặp chim sẻ thì anh ta có 4 trận đấu cầm sang thì phải. Hay là 3 trận đấy. 13 trận thì 3 trận cầm sang he bên kia. Trong số đó he là người để thua 2 trận. Sang Rome và Sang Pan. Khi mà gặp kiếm thủ chim sẻ thì nắng. Cách đây khoảng tầm độ 2 hôm. Vâng, Tăng Hùng nó đang bảo là kèo này thua nó tụt quần chạy quanh Hồ Gươm anh em ạ. Chờ chút. Mà dạo này Covid rồi thì nghe bảo Hồ Gươm nó sắp cầm lên rồi. Vâng, trên các tuyến phố thì khả năng cao sắp tới thì phố đi bộ sẽ dẹp. Vâng, phố đi bộ sẽ tạm nghỉ. Ngày hôm nay Hà Nội thì hiện tại thì như là chưa ghi nhận thêm ca nào phải anh em ạ. Đà Nẵng thì có thêm rất nhiều ca rồi. Nghe bảo là 30+ ca ngày hôm nay ở Đà Nẵng. Rất ghê. Vâng, theo quyết định của vâng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì từ 0 giờ tối ngày hôm nay thì những mảnh đời xa quê sẽ là người thất nghiệp. Những quán karaoke, massage, bar, vũ trường sẽ đóng cửa anh em ạ. Vâng. 0 giờ tối nay thì tất cả quán karaoke thì sẽ đóng cửa, dừng hoạt động. Còn đến bao lâu thì chắc là hết dịch rồi. Mà bao lâu hết dịch thì cái này thì chỉ có Chúa mới biết thôi. Chúng ta chưa biết được. 45k cơ. Vâng, 45k ở Đà Nẵng cơ. Nhiều nhở. Vâng, vỡ rồi. Như này toang rồi anh em ạ, toang rồi. Sắp tới khả năng cao anh em nào chưa đăng ký theo kiểu 3G, internet, cáp quang, wifi thì lắp đi anh em ạ. Sắp tới thì khả năng cao là nghỉ làm ở nhà xem chế là chính thôi. Được cái trong dịch thì cũng là tụ tập 2 người. Những kèo solo thì vẫn diễn ra được anh em ạ. Những kèo 4-4 thì sẽ bị không thể diễn ra được. Nhưng kèo solo với cả 2-2 thì chắc là vẫn diễn ra được bình thường. Nếu như mà không quá khắt khe, những kèo solo hoặc 2-2 sẽ diễn ra bình thường. 26 dân là 8 tròn chuẩn bị. Và 26 dân 8 tròn dành cho cầu thủ BB. Và có thêm quả phụ thứ hai. Như vậy là bài 2 quả phụ. Ồ, rồi. Để xem là bạn bài có xấu hay không. Bài mình là bài đẹp rồi. Nhưng quan trọng điều kiện cần là bài mình đẹp. Và điều kiện đủ là bài sang đối bạn là bài bài sang không phải là quá mắc mình. Thì Bi mới có cửa sân này được. BS thứ hai nhắn đôi. Cái gì mà 946-25 dân bên kia nghe nó run thế à rồi. Nghe bảo đồ bạn là 26 dân và 946. 25 dân cộng 1946 mắc thế nhở. Thật này.
Và một bài Speed 2.0 thì bài chuẩn là bài 95x950. Nhờ bạn kích 946. Vâng, rất sớm từ đồ bạn. Đóng luôn cửa này Hồ Phát Hùng ơi. Vâng, 27-28. Vâng, tạm thời chưa cho đồ bạn chọc do đánh cung à. Một tròn chưa cho đồ bạn chọc. Và dù nghe bảo bài kích 9. Vâng, nghe bảo bài kích 9 nhưng tập này vẫn chưa cho đồ bạn chọc vào nhà chúng ta. Hơi dị. Đừng bảo tôi hay đánh cung nhé. Vâng, liệu rằng phải đánh cung hay không? À, có giò rồi. Vâng, vừa nhắc xong nghe có mặt bằng con giò. Có công và có giáp hay không đây? Giò được bạn là giò công giáp đầy đủ. Vâng, con giò đủ công và đủ giáp cho đủ bạn. Một dân mình đang chơi kìa. Giật giò về thủ dành cho Bi. Rất nhiều bất lợi thời điểm đầu anh em ạ. Vâng, đi dâng, đi dâng. Ô, nó đánh kiểu ôm là chơi được. Nó đánh kiểu đi ôm là chơi được. Cố lên. 23-28. Giò mạnh kiện. Trời ơi. Không thể giữ được. Xin con giò thứ hai cho Bi luôn. Một tân xử lý mình thua cây giáp. Và mình thua con giò đồ bạn cây giáp. Thôi vậy làm gì còn lại chấm máu tôi cho vào vụt chết luôn đi. Tầm này sợ gì nữa. Nâng cấp bánh xe cho Bi. Và bo nhỏ vàng của mình lại. Cái tầm này đồ bạn bắt đầu chuẩn bị có lạc đà rồi. Đang sóc lạc đà rồi anh em ạ. Một bài head đi dâng cái gì đấy. Vâng, 1L và đi dâng cái gì. Vâng, dâng A. Vâng, cầm sao mà cảm giác ông head này đánh theo kiểu nhìn cảm giác tù thế nhở. Có bánh xe luôn. Vâng, cầm sao mà cảm giác phải đi ôm con Babylon thì cảm giác hơi tù. Vâng, đồ bạn có lạc đà rồi. Rất may tình huống này đồ bạn là người không nhìn thấy bãi quả chúng ta. Họ đang đi vào quanh trợ lực. Họ đang đi chân lực quanh trợ lực của mình anh em ạ. Có cung giờ trời luôn, tốn thế à rồi. Đúng là hệ giáp có khác. Vâng, hệ theo kiểu hệ giáp. Đánh đi công dành cho hai bên kia. Bi người đã quyết định đó là đổi nhà và bỏ nhà đi công của đồ bạn thôi. Thì còn càng thủ càng chết khi chúng ta người nơi muộn hơn đồ bạn. Lên nơi muộn hơn đồ bạn bên kia. Hè chưa bao ruộng này. Ô, tách rồi, vẻ e luôn. Cố lên. Vâng, 23-48. Bỏ nhà đi câu được bạn trần lực thôi. Nhưng ở nhà mình tầm này chết rất là nhiều dân rồi. He là người cũng đang bị bay quanh ruộng chính. 5 chiếc ruộng được bạn đã bay. Cuộc bắt đầu mà đồ bạn dừng có vẻ như hơi xấu. Và he đi công cực kỳ sát từ đầu anh em ạ. 23 số bi. Một thế trận nói chung là đưa về thế quản mát mà chơi được. Đưa về thế trận quảng đồ thì chơi được. Mặc dù lượng quân thời điểm này đồ bạn đang đông hơn. Đây là 23-44. Họ đang đi quản bản đồ thực sự rát. Vâng, chạy dần rất thinh cho Bi luôn. Ôi, khổ quá. Cố lên. Chỉ lên. Vâng, đồ bạn đi công thôi. Họ đang vẻ chúng ta. Rất nhiều gỗ rồi bạn. Ôi dồi, thằng này. Đánh thằng này phải chặt tay anh em ạ. Đánh thằng này phải chặt tay đi. Tới này thì mình thua cái giáp. Chơi không đấy. Đông hơn nhưng mình là đà có công thôi. Đồ bạn là công giáp đầy đủ. Và có khoảng tầm độ mấy rồi bán chùa. Thế trận là khó với tỷ số như vậy là 1-2 dành cho game thủ hé bên kia. Vâng, 1-2. Vâng, khoai. Trận đấu thứ tư thôi. Nói chung thì cái việc mà đồ bạn cầm xe dẫn trước 2-1 là cái chuyện bình thường anh em. Mình là Babylon. Và đồ bạn cầm loạn quân theo cái ổ bình thường xong rồi thì là tươi. Và để xem trận đấu này thì hai cầu thủ sẽ lựa chọn bảng quân số mấy. Và như vậy là bảng quân ở trận đấu thứ tư này thì vẫn là bảng số 4 anh em ạ. Vẫn là bảng số 4 dành cho hai cầu thủ. Và Bi sẽ cùng bên trái, đồng bạn là cùng bên phải. Quay thôi. Vâng, như vậy quân trong trận thứ tư sẽ gì đây? Chúng ta cổ bên trái, đâu bạn là cổ bên phải. Vâng, 13-1. Úi giời, cứ tay số 1 là tôi mừng được chưa? Không quan tâm ông Mi cầm quân gì cả được chưa? Vâng, không quan tâm Mi cầm quân gì cả. Thầy he cầm số 1 ở bảng quân số 4 là tôi mừng rồi. Vâng, bất kể là quân gì thì vẫn là cửa trên tôi Mi luôn.
Và Greg chắc là chỉ cửa với một Maxe thôi. Greg loại quần chắc là chỉ có cửa với một Maxe thôi anh em ạ. Và còn lại gặp bất kỳ loại quần gì còn lại thì BB đều cửa trên. Vâng, Babylon và Greg là quan trọng thứ tư của chúng ta anh em ạ. Cơ hội rất lớn để B có thể gọi là gỡ hòa hai đều. Và cơ hội cực kỳ lớn để B có thể gọi là gỡ hòa hai đều trước khe. Đưa tất cả về trận phát. Và thì dòng chuôi tất cả lại về. Quả đầu 7 cây. Và quả đầu 7 cây nhốt dân không? Một dân đi xuyên không? Thôi có lẽ không cần. Có lẽ không cần anh em ạ. Quả đầu vẫn đẹp. Vẫn mượt như cổng sinh luôn. Không hề xấu cho B. Và quả đầu không hề xấu. Để xem trận này cũng he cũng muốn cái gì. Đi công tê các kiểu không? Nói chung ở đây thì có mỗi cửa đi ôm bom thôi anh em ạ. Không còn cửa gì khác. Có mỗi cửa đi công tê có giáp với cả đi công phù thì công dân các kiểu đập dân thôi. Chứ còn càng lâu ra càng dài chúng ta là người cửa trên. Vâng, giải này có rất nhiều siêu phẩm rồi. Greg cho son thằng những loại quân như là Egypti rất là nhiều xảy ra rồi. Vâng, rất là nhiều những trận đấu vượt khó xảy ra rồi anh em ạ. Và bên kia 6%, chúng ta 5%. Nhưng bây giờ đầu trận thì đang chỉ là cân thôi. Bi là bài gỗ đầu gần quả đầu 7 cây rồi. Vâng, trận trước Bi cầm con gì à? Trận trước Bi cầm con Babylon anh em ạ. Vẫn giữ nguyên quân cho trận đấu vừa rồi. Quan trọng là con he thì thay đổi thôi. He chuyển từ sang sang Greg. Đấy, sang dãy mồm vào. Đấy, cầm sang nhiều vào cho dãy mồm vào. Cầm Greg một vài trận đi. Đấy, cho nó cân. 13-16. Vâng, câu quay về chú Bi. Vâng, tạm thời là quả đầu 7 cây. Gỗ đầu gần và có voi đưa về. Vâng, phải chờ đợi thêm những bây giờ tiếp theo rồi anh em ạ. Bài là bài chưa đủ đồ chú Bi. Vâng, trên sân mượt hưu đầu thì không đưa về được. À, quả phụ kia, quả phụ kia. Vừa đi qua quả phụ rồi. Đủ đồ chú Bi rồi. Một bài mà hưu đầu, một voi quả phụ và quả đầu 7 cây. Vẫn là bài có thi đấu trong Babylon thôi. Không phải là bài quá yếu. Khi mà quả đầu chúng ta mãi quả 7 cây. Bài yêu này cho nó khít vào một chút. Vâng, cho nó khít vào một chút. Vâng, 20-24. Quả phụ mình không nhìn thấy á. Có quả phụ kìa. Có quả phụ giữa bản đồ mình không nhìn thấy sao anh em ạ. Vâng, đi dò giữa bản đồ. Chính giữa bản đồ có quả phụ Bi ơi. Đây 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 đây. Ngáo thật sự. Tí thì di chuyển nào là hiểu anh em ạ. Không hiểu đi dò kiểu gì. Không ngồi gần mình viên thành ra cái việc mà mình chim lợn với cả nhắc bản đồ con thì cũng không thể làm được anh em ạ. Vâng, em thủ ngồi trên một tầng. Và bình luận viên thì sẽ ngồi trên một tầng. Xem bảng xếp hạng ở đâu anh em phải truy cập vào trang web, nó là aoe.vn/allstar anh em nhé. aoe.vn/allstar để biết thêm về lịch thi đấu, kết quả cũng như là bảng xếp hạng hiện tại của những game thủ, của 12 game thủ top đầu của cộng đồng đế chế Việt Nam. Vâng, Bi thắng mà thắng thì sẽ xếp thứ tư anh em ạ. Bi thắng He và phải chờ anh Bách nữa. Tạm thời thắng He thì vươn lên vị trí thứ tư. Nhưng nếu tối nay mà anh Bách thắng chim sẻ thì anh Bách là người đòi lại vị trí thứ tư. 26 đồng dân. Một bài đồ ăn hơi xa nhưng đánh với Greg thì bài này là ok rồi. Đánh với Greg của đồ bạn bài này thì cũng là quá ok cho Bi rồi. Chỉ cần lên đời lực khỏe, mút thêm bài hưu nữa cũng được. Và anh em xem kèo quá để lại cho em xin một like mọi người nhá. Và để lại cho em một like thôi. Anh em xem kèo bằng 8k anh em rồi. Cứ trong số anh em xem kèo này còn ai chưa like không? Vâng, làm nhanh làm quen rồi thì mất khoảng tầm của anh em khoảng tầm độ vâng nửa giây thôi. Anh em làm lần đầu like lần đầu thì mất khoảng tầm độ 3 giây. Đấy, hành động rất nhỏ thôi. Nó hoàn toàn miễn phí. Nhờ sự động viên rất lớn, cổ vũ rất lớn cho game thủ anh em ạ. Mỗi anh em xem kèo hy vọng anh em có thể để lại mỗi người một like thôi. Em cảm ơn ạ. Vâng, 26 dân. Ép thêm gỗ cũng hơi yếu đấy. Gỗ Bi đang hơi yếu anh em ạ. Ép đầu là nhân đôi. Thành ra lượng gỗ đang dồn lên là khá chậm. Bi có bet thứ hai ăn gỗ. Bắt đầu cơ cấu theo kiểu khung nhà dành cho con Babylon. Và khung nhà dành cho Babylon chúng ta. Và mọi người cố gắng cho em xin một like mọi người nhá. Cho em xin một like thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, 8k rưỡi anh em rồi. Em thử F5 một tơ để xem thử là nhiều người like chưa. Còn bao nhiêu anh em chưa like.
Đấy, nút like nó cực kỳ đơn giản thôi, nó hoàn toàn miễn phí. Vâng. Mất khoảng tầm độ 2 giây của anh em thôi. Là sự động viên và cổ vũ rất lớn. Và nghe đập mặt mặt BB luôn. Định dâng lờ nhà chúng ta anh em ạ. Định dâng nhà vào nhà chúng ta. Nhưng BB là người khung nhà rất sớm rồi. Họ đang có ý định dâng. Đấy, cái gì mày bảo cái gì cơ? Cái gì? Và Ngùng Cửa Thịt đang bảo trận này là hè có cửa thắng đấy. Có mặt thắng vào mắt. Vâng. Thắng trận này tao gọi mày bằng bố Ngùng Cửa Thịt ạ. Vâng, con tê chơi. Này thì dâng lờ chúng tôi này. Vâng, 29-32. Ba dân quốc vàng Sobi. Vẫn có thủ phù hay không? Đã cho xem thôi. Cảm ơn là có thủ phù ấy chứ. Rồi, đầu tư bet ăn vàng. 4 dân quốc vàng đủ một phù đều rồi. 5 dân thì càng chắc cốp. Vâng, bị chọc vào đạo dân bên ngoài. Con giò là có công và có sát đầu bạn. Ken được đấy nhá. Ờ, ken được đấy. Vâng. 26-40 chu bi. Đạo dân bên ngoài thì chạy đi thôi. Vâng, 25-40. Babylon gặp break, đồ bạn lên đời là khá sớm. He đang có điểm số cao hơn. Hồng Anh thắng. Thủ PD. Thủ PD. Hồng Quýt đang động viên he bảo trận này có thua chỉ là 2 đều thôi, cố lên. Đấy, cố đi. Đấy, chúc ngon miệng. Và đồ bạn công ca chắc chắn rồi. Và đi dò rất kỹ từ đồ bạn. Lốp xe là chưa có. Vâng, phải xích cổ lại. Này, vẫn chưa chết thôi. Té, 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 té. Chạy, 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 chạy. Chạy. Bánh xe có chưa? Bánh xe đang là chưa có. Vẫn đang chờ đợi cấp lên từ bì anh em ạ. Ra tạm 2 chiếc ruộng. Và tạm 2 thì thấp thôi. Nhưng quan trọng nhà mình nhà khung. Thế nhà mình là thế nhà khung. Vâng, bánh xe đã có rồi. Chạy dân thôi. Vâng, về nhà ra ruộng. Vâng, có ca từ đồ bạn dồ vào. Nếu dòng là có chém hay không đây. Mình có một con phù rồi, giữ phù nha. Cẩn thận đồ bạn vác dân vào phù chúng ta. Vâng, cẩn thận đồ bạn là người vác dân vào phù chúng ta thôi. Vâng, con phù, con phù, con phù. Con phù đỏ em ơi, ôi trời ơi kìa em ơi. Sao ngoảnh mặt làm ngơ nhỉ, phụt luôn dò nó chầm máu thôi. Vâng, rồi, hết rồi, hết phù rồi, vào đi, vào đi, hết phù rồi đấy. Vào đi, vào đi. Vào đi, hết phù rồi, đúng rồi, vào đi, hết phù rồi, chúc con miệng quýt. Vâng, này thì công ca chúng tôi à. Thằng Ngùng Cửa Thịt mày gãy cái gì? Và mình làm sao, làm sao? Vâng, này thì công ca chúng tôi này. Đỏ đi em ơi, không sao con phù kia. Con phù kia con đầy phù. Nhà không kiếm gì ngoài phù cả. Vâng, phù con chém đổi bạn. Rồi để xem hay làm trò gì tiếp theo. Tiếp tục có chém đổi bạn trồ lên anh em ạ. Vâng, tiếp tục có chém đổi bạn phù vùng Babylon thôi. Bo lại, đúng rồi. Hồi mana rất nhanh thôi. Phù là phù Babylon. Vâng, tiếp tục là có phù và tình huống đổi phù này là đỏ đi. Vâng, một con đổi màu tuyệt vời. Vâng, hồi mana cực kỳ nhanh anh em ạ. Mana đổi hồi là quá nhanh. Và quýt dành cho hè tỷ số là 2 đều. Vâng, 2 đều. Vâng. Và như vậy thi xong xuôi tất cả lại về anh em ạ. Thi xong xuôi thì tất cả lại về. Quay về vạch xuất phát. Và tỷ số là 0 đều. Xong anh em là 2 đều. Đấy. Một thế nhà khung. Và quân là quân khác lại thủ bạn. Phù baby hồ mana cực kỳ nhanh. Và cứ vẫy theo kiểu cứ khoảng tầm độ 30 giây sau hồi rồi anh em ạ. 30 giây sau hồi mana rồi. Có thể tiếp tục thổi phù tiếp lần nữa. Vâng, tí nữa gọi thì mưa phải gọi là Hùng bằng bố. Thôi, thôi anh em ạ. Vâng, trận đấu tiếp theo. Như vậy trận đấu này thì He là người đổi máy, ái xa. Vâng, đổi máy cho He bên kia anh em ạ. Thế nãy giờ là chấp bi là theo kiểu, còn đánh cái máy theo kiểu là thao tác chưa mượt à. Vâng, bảng quân số bao nhiêu đây? Hãy cùng giờ xem. He cái bảo, nghe bảo là He đổi máy anh em ạ. Nghe bảo He là người đổi máy trong trận đấu này. Rồi. Vâng. Vâng. Cái gì? Vòng 10k người xem mà có mấy cũng có tầm độ 1000 like thôi anh em á. Có đúng hay không nhỉ?
Để em F5 lại xem nó đủ bao nhiêu người like nào. Và như vậy 3k6 like thôi anh em ạ. Vâng, 10k anh em xem kèo nên chỉ có 3k6 anh em like thôi. Như vậy còn khoảng tầm độ 5k anh em xem kèo chúng ta không chưa like cho game thủ. Và nút like nó hoàn toàn miễn phí thôi anh em ơi. Em cắn rơm, em cắn cỏ, em quỳ xuống, em van xin mọi người. Vâng, có lại ông đi qua lại bà đi lại, lại những người đẹp trai. Và đi qua đây rồi cho em xin nút like đi mọi người ơi. Cả nhà mình ơi. Và cho em nút like đi mọi người ơi. Và nó cực kỳ dễ làm thôi. Nó hoàn toàn miễn phí. Và một cú click nhẹ thôi. Like thả tim. Vui thì like, buồn thì thả tim. Và cãi nhau với vợ thì thả thương thương. Đấy. Rất mong anh em xem kèo để lại cho một like mọi người ơi. Và cả nhà mình ơi. Các tình yêu ơi. Like đi mọi người ơi. Em xin mọi người đấy. Và nghe bảo lên 4k rưỡi anh em like rồi. Và nút like nó hoàn toàn miễn phí thôi. Cực kỳ đơn giản thôi. Nhờ sự động viên rất lớn cho game thủ cũng như những người bình luận viên kèo này anh em ạ. Cho bình luận viên, cho người tạo ra kèo đấu trong buổi tối ngày hôm nay của anh em. Ngày hôm nay thì ngày 31, ngày cuối cùng của tháng. Và giờ thứ 6, từ ngày mai thì những mảnh đời theo kiểu, các em theo kiểu mảnh đời xa quê như là nhân viên quán massage, karaoke sẽ về quê rồi. Sẽ về quê rồi. Rồi rất nhiều like rồi. Đấy, phải kêu gọi anh em một lượt. Rất nhiều like của anh em, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Rất tuyệt vời. Cảm ơn các tình yêu rất nhiều ạ. Em yêu tất cả mọi người. Rồi trận đấu tiếp theo thôi. Vâng, quay chưa nhỉ? Chưa quay đúng không? Nghe bảo ông He là người đổi máy anh em ạ. Nghe bảo ông He là người đổi máy tắt mời chưa quay. Bảng quân tiếp theo là bảng quân số mấy, cái này chưa biết anh em ơi. Chưa biết. Và như vậy lượt quay tiếp theo sử dụng bảng quân số 2 anh em ạ. Lượt quay của chồng thứ 5 sẽ sử dụng bảng quân số 2. Và như vậy con số chúng ta kỳ vọng là con số 10. Con số 10 là con số kỳ vọng. Và quân là gì? Và 4-5 Pơ và Kata. Đánh được. Một trận quân mà nói chung là cửa dưới nhưng vẫn chơi được chu bi anh em ạ. Như vậy anh 5 trận thì và 4 trận quân cửa dưới. Còn một trận quân cửa trên. Thôi thì cũng được. Kata và Pơ. Dù sao chất quân này vẫn đang còn cửa Subi. Không phải là chất quân theo kiểu nó là 1-10 một tịt. Vâng, con Pơ được bạn và cứ nghiệt nghiệt như trận đầu ngạn. Như trận đầu Pơ Rex đấy chẳng hạn. Rồi gỗ đầu gần rồi. Vâng, gỗ đầu gần dành cho Katarian Ubi rồi. Mic to lên rồi anh em. Vâng, tiếng mic như này vẫn hơi nhỏ à? À, để cho tiếng mic to lên một chút. Đấy anh em nghe dễ hơn. Alo, 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 alo. Thế mấy ổn chưa anh em nhỉ? Mời nghe bình luận nó êm hơn chưa? Nó dịu dàng hơn chưa? Đây là 6/8 Subi. Và một bài Karian quả đầu thì ăn được rồi. Theo kiểu hơi là họ gọi là cỏ cây trên đá lá trên họ một chút. Vâng, vướng 2 kêu của 5 đến từ bài cầm Kata của Bi. Vâng, 8/12 gỗ đầu là cực kỳ gần và có lúc đầu Subi luôn. Một bầy hưu to. Vâng, một bầy hưu to Subi luôn. Ít nhất là 6 con rồi, 7 con rồi. Úi dồi ôi. Móc của móc. Vâng, móc của móc anh em ạ. Nó phải gọi là móc của móc. 10/12 hưu 7. Né chốt, né chốt, né chốt, né chốt, né chốt, né chốt. Né chốt. Và bình tĩnh thôi. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đấy. Vâng, nói chung bài mình thềm đâu. Nói chung nhìn qua là khá ok rồi. Hưu 7 gỗ đồ gần và có luôn quả phụ ngay cạnh quả chính rồi. Hãy cùng xem một đoạn bài Pơ đồ bạn. Không phải bài Pơ với cậu bài Pơ nó fake hay không. Bài Pơ xấu từ đồ bạn hay không. Chỉ cần Pơ đồ bạn là bài lên đời không phải quá sớm. Và lực không khỏe thôi. Thì cửa tháng là còn nguyên cho bi sân này luôn anh em ạ. Còn nguyên cho bi luôn.
Khi đây IPA bài bài cầm Catania còn là đẹp. Thiếu một chút đồ thôi. Và thiếu chút đồ thôi. Xin thêm quả tầm đột đuôi voi. Và 17% một perk. Một bài đấu của đoạn này dò rất nhiệt tình. Và ôi trời ơi, đủ đồ, úi trời ơi, đôi voi luôn ạ. Vâng, con cảm ơn các cô. Và cô thương rồi. Cô thương Zubi rồi. Và nghe bảo bên kia thì he là bài nghe mà cũng mắc binh đấy. Có chuẩn hay không? Và đồ bạn đi dò cực kỳ nhiệt tình. Bi là bài dừng lại 7% thôi đấy. Ông e làm gì làm đi. Ông Bi cho này dừng lại 7% thôi. Không đi dò nữa cho bạn sợ. Không đi dò nữa. Để cho đồ bạn sợ luôn, cho đồ bạn hiểu luôn. Chúng ta không đi dò. Vâng, 20-24. Và giờ dắt thêm voi về thôi. Và xin lỗi anh em bởi vì em vừa bình luận vừa phải nhìn khung chat cũng như là một số công việc kỹ thuật bên ngoài. Thành ra nhiều khi không để ý được anh em ạ. Không thể nào để ý được tất cả tình tiết trong trận đấu được anh em ạ. Cái tầm đầu trận thì nhiều khi theo kiểu hơi ngáo một chút. Ví dụ vừa rồi Bi thấy voi rồi anh em bảo là cần thêm một voi. Đấy. Vâng, vừa bình luận vừa ở những khung chat cũng như là việc làm kỹ thuật nữa. Cho nên là cũng không thể nào tập trung quá nhiều được. Sorry anh em. Vâng, không đọc thêm e à. 23 dân. Vâng, 708 Zobi. 23 dân và 708 Zobi anh em ạ. Rất sớm. Vâng, đồ mạ là pơ. Sao là pơ đoán cái gì? Bày hữu sách cái gì đấy? Cái gì ông ơi? Nghe bảo bài pơ đồ bạn là bài pơ rách. Nó có đúng hay không? Vâng, bài pơ rách trận này xin phép là chúc khe ngon miệng. Và chúc khe ngon miệng luôn cho nó mát được chưa? Vâng, lên đời rất sớm. Nhà nhà khung đồ bạn là 30% bản đồ dành cho bài cầm pơ của hè bên kia anh em ạ. Tuyệt vời. Quá hay. Rồi, để chờ xem. Vâng, pơ của chúng tôi à, pơ do 30% bản đồ của đồ bạn. Vàng là vàng kép cho Bi. Vàng BL. Và BM đang có ý định theo kiểu là khung luôn nhà mình lại cho Bi luôn. Một bài kích chín rất sớm. Lượng gỗ đang hơi vỡ một chút. 30% của đồ bạn anh em ạ. Và cửa thắng là đây chứ đâu anh em. Cửa thắng là đây chứ đâu. Vâng, 9 phút 43 giây. Và kích chín cho Bi. 23 dần của con Cà Tha. Bắt đầu xin dò. Và đồ bạn còn lâu mới lên đời. Không phải soi tam gì cả. Soi làm cái quái như tầm này đồ bạn đã lên đời đâu. Một bài dò 30% bản đồ thì khả năng cao là 11.5 slow mát. Đến từ he bên kia anh em ạ. Không con pơ khả năng cao là 11 tròn. Con pơ thì khả năng cao là 11 tròn. Không đến 11.5. Vâng, bắt đầu xóa ruộng chuẩn bị. Đánh 2-3 dần. Lên công và lên cây giáp. Để có thể chọc đối bạn luôn đi công đây. Vâng, lực quả đang dồn lên là hơi chậm. Lực quả đang dồn lên hơi chậm. Vâng, gieo có thêm kiểu gọi là nghèo mới cho cu tèo đi học. Nghèo cũng phải cho thằng cu tèo đi học anh em ạ. Mặc dù bài là bài thêm kiểu thực dồn lên chậm. Nhưng vẫn lên công giáp đầy đủ. Để đi chọc pơ. Bởi pơ đồ bạn là bài pơ do cực kỳ rộng. 30% bản đồ thì không nào khung nhà được. Hãy 7 dân. Ở trước đầu vàng ngay bên kia. Của anh 27 đúng dân pơ luôn. Một bài xấu. Nhưng họ đánh trâu dân. Vâng, con giò chạy đang theo kiểu hơi xịt. Ông Bi chạy giò nhìn cảm giác. À rồi rồi. Này đi không bo vàng với cậu này. Này đi mày không bo vàng với cậu này. Này mày không bo vàng với cậu này. Chọc. Phải e không. Thôi té thôi. À được 2 dân của pơ nằm xuống thì cũng vừa rồi rồi. Vâng, oánh cung A. Dành cho hai bên kia luôn. Vâng, khung nhà nhưng chắc chắn bên ngoài 30% mình chạy đâu cho hết nắng. Vâng, đố ông chạy đấy. Ông chạy đâu cho hết nắng. 30% mà he. Vâng, để xem ông dầu dân hay cỡ nào. Vâng, này thì 30% khung nhà giả vờ khung nhà có dân bên ngoài chúng tôi này. 6 giờ em ơi. Chắc chắn là 6 giờ rồi. Check kỹ vào, đúng rồi. Không thể nào giật tất cả dân về được. Vâng, đang đi truy tìm. À, gấp sát mép. Đấy. Đấy thấy chưa? Đấy rồi. Ui trời ơi, bo này. Này thì bo này, bo này. Bo này, bo này, bo này. 27 dân đào 30 vàng của đồ bạn vụt luôn. Lốp xe đã có. Chém đâu chết đấy nhở. Đập luôn dân luôn, đập dân luôn. Có dân kia đấy, chuẩn rồi. Và khung nhà. Giả vờ khung nhà và đoang cho em bên kia. Nhưng Bi rất tỉnh đòn. Vâng, Bi cực kỳ tỉnh đòn anh em ạ. 30% đồ bạn này không thể nào giật tất cả dân về được.
đi công P Subi. Và đây bãi quả hoè đã giật dần về trước đó không? Nó không giật về đâu, công ca. Và công ca Subi luôn. Vâng, đang đi mặt sau đối bạn. Đang mít e nhá. Đang bị mít e nhá. Đóng thêm e đi. Ờ, họ ăn vàng đâu nhỉ? Vâng, e không ăn vàng ngoài, là người giật tất cả dân về bên trong nhà ăn vàng rồi. Bắt đầu có qua một váy dành cho em bên kia. Không ăn đủ vàng thì bạn không thủ phù được. Bi tính toán rất kỹ lượng vàng của bạn đào được. Và để chắc chắn là nghe là người không thể nào thủ phù được. Bởi vì bạn đào rất ít vàng anh em ạ. Rất ít vàng. Thành ra việc mà he thủ phù đều không thể. Có biết không thể đâu. Bi tính toán rất kỹ rồi. Vâng, mình thuống theo kiểu là dương đông và kích tây. Vâng, dương đông kích tây chuẩn bị. Vâng, 31. Đội bạn là người chuyển được quân. Vâng, vẫn đang là lượng vàng không đủ sóc p của bạn bên kia đâu. Yên tâm là như vậy, he sẽ không thủ phù đâu. Cứ đi trần lực đi. Vâng, bi là 31/40, 42/44. Vâng, con ca sẽ ui trời, vẩy tốt, vẩy rất tốt anh em ạ. Ờ, mày vẩy đi, mày vẩy đi, có cũng vào rồi, xong chém luôn cho bi luôn. Ca đứng trôi ca đùi cao dã vàng của bạn, không phải vội gì cả, cứ cầu vàng thôi. Đúng rồi, đấy đấy, úi trời, kia tê, phim tê chứ, phim tê chứ, úi giời, phim tê chứ, giời ơi, quả cầu phim tê chết 4 giấc một lúc luôn. Không cầu phim tê anh em ạ. Dùng phim tê chết khoảng tầm độ 4 giấc một lúc luôn cho dân của Pơ luôn anh em ạ. Họ không có vàng, không phải vội gì cả. Lại tiếp tục như trận đấu đầu tiên thôi. Và cứ quản vàng đồ bạn. Không cho đồ bạn là vàng là thắng. Đấy làm sao. Cùng A, cùng A có giáp. Cùng A đồ bạn là cùng A có giáp. Vâng, 37/48, cứ đứng cầu vàng thôi, xem he vàng đâu. Check kỹ xem là bạn đã vàng đâu thôi. He không có vàng đâu. Bắt đầu chui ra ngoài. Vâng, cung A chui ra ngoài rồi. Khoảng tầm độ chúc con cung của đối bạn. Vâng, giữ cả, chờ cho em. Vâng, rất bình tĩnh chuẩn bị luôn. Không hề vội vàng. Thảo mai là 40 rồi. Vâng, ba con ca sẽ cầu. Để xem he người ăn vàng kiểu gì bây giờ. Cầu đấy. Này, này thì chui ra ngoài để cấu vầy 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 luôn. Đảo thôi, lạc đà đảo thôi. Ca cầu đấy, vầy e luôn. Chơi. Khô vào luôn, úi dồi, con ca cầu kìa. Cẩn thận ca mình cầu đâu quân ta sao. Cẩn thận ca mình cầu đâu quân ta sao. Bình tĩnh thôi. Giữ nha, đồ bạn ăn vào bên ngoài kìa. Họ ăn vào bên ngoài. 35/48, đây là ngựa chém. Và chết sạch cung ai bên kia luôn. Và đạo dân là vào bên ngoài này không thể nào thoát được. Khi là dân Pơ. Vâng, lấy đâu vàng sóc quân bây giờ. Quýt. Vâng, đánh đâm với chúng tôi à. Pơ à. À chui ra kìa. Rồi cầu luôn. Xúc luôn. Vâng, bàn cầu ca cầu quá đau anh em ạ. Cầu quá đau. Và dính sâu vào thôi. Và cầu sạch của bạn đồ bạn. Và bây giờ ngựa chém. Bây giờ là ngựa chém sổ vào lấy gì ở đó. Và đỡ hộ tôi cái. Quýt. Quýt chưa. Và cùng ai chúng tôi à. Không thủ phù chúng tôi à. Tỷ số là 3 cho bi. Vâng, ca cầu là quá chất lượng. À vẫn đã được vàng đấy. Ô vẫn đã được vàng anh em ạ. Giáp 4 từ đồ bạn luôn rồi. Đã là giáp 4. Nhưng đây là ca. Và ba con ca cầu. Không phải là một con ca. Bài cho bi. Và tiếp tục là vượt khó. Thực ra không phải là khó lắm. Bởi vì đồ bạn là bài cầm pơ là bài đi dò cực kỳ rộng. Và cầm pơ dò cực kỳ rộng của đồ bạn. Vẫn là vượt khó. Không phải là thay một siêu phẩm gì cả. Mà là một trận đấu bình thường thôi. Hay là bài dò rộng. Và chúng ta đi dò ăn hoang chuẩn. Cũng như là công ca hợp lý. Và tính toán rất kỹ cho bi luôn. Nhận thấy đồ bạn là người không đào đủ vàng thủ phù thì bi được công ca luôn. Không phải công p mà là công ca luôn cho nhanh. Vâng, đến trận đấu thứ 6 rồi. Đến với trận đấu thứ 6. Ở trận đấu này chúng ta dùng bảng quân số 4. Vâng, quay trở lại bảng quân số 4. Một bảng quân bi có một lần đẹp hơn rồi. Bi có một lần đẹp hơn là Baby và Greg rồi. Để xem lần này liệu rằng có phải tiếp tục là một trận đấu quân của bi đẹp hơn hay không. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, bảng quân số 4. Cái gì? Vâng, 10 của đội bạn. Như vậy đội bạn là Roman, chúng ta là Summer. Được. Roman, Summer. Một trận quân gọi là cơn. Vâng, Roman thì có thể ép đời Summer đi ăn thì thời điểm đầu thì nói chung là ép đời yếu hơn, phát triển yếu hơn. Nhưng quan trọng Summer ra mặt dày. Và trận quân có thể khác lại Roman được. Chúng ta có lạc đà, có khung giờ. Sam Zoom. Vâng, quân là 1-10-1-9 cho Roman thôi. Đánh thoải mái. Vâng, quả đầu của Bi là một bãi quả 7 cây em ơi. 6 cây. Vâng, quả đầu 6 cây gỗ đồ gần cho Bi rồi. Vâng, chim sẻ thì 21 giờ sẽ đánh anh em ạ. Chim sẻ 21 giờ sẽ lên kênh. Đánh với cái thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, trận đấu cuối cùng của giải.
Vâng, trận này trận theo kiểu vòng đấu cuối cùng của Bi thôi. Còn trận đấu cuối cùng là của chim sẻ gặp Hoàng Mai Nhi vào lúc 9 giờ tối nay anh em ạ. 21 giờ tối nay. Vâng, để chờ xem là Đoàn thì anh Bách có thể tạo nên được bất ngờ gì không. Vâng, cơ hội cuối cùng. Người cuối cùng có thể đánh được chim sẻ, đánh bạc chim sẻ đáng là game thủ Hoàng Nhi anh em ạ. Không được thì là khê rồi. Không được thì sẻ là người giữ thành công trình tiết. Ô, 8 dân kìa. Xong dân chậm hơn chúng ta. Một bài Roman quả đầu hơi xa một chút thôi, không phải là quá xa cho hai bên kia. Và BB có hung đầu và một bầy yêu cạnh vàng, khả năng cao là vẫn đưa về thôi. Vâng, khả năng cao là vẫn đưa về cho BB thôi. Vâng, dăm ba thể loại hùng cờ thít. Em nói thật anh em thích bẻ cổ lúc này, em khóa cổ lúc ấy. Với tuổi gì dăm ba thể loại hùng cờ thít các kiểu, em thích giết lúc nào giết lúc ấy. Và nó có ý vị gì đâu anh em. Với tầm cậu sẻ hơi xoắn một chút thôi, còn tầm cậu khe với cả hùng grid này thì thích giết lúc nào giết. Bạn xin cái tuổi cho đồ bạn. Vâng, gáy với chúng tôi. Vâng, cứ gáy đi, tốt. Chúc con miệng. Sai cam ảo anh em, cam thật 100% anh em ơi. Cam Rian hàng authentic anh em ơi. Và sao mà cam ảo nhỉ? Ấy Bi cười Bi ơi. Nghe răng đấy Bi ơi. Và không nghe thấy. Và như vậy thì huống này chặt cái gỗ ra trước để có thể đưa cái hú đầu về một cách gọn gàng nhất và nhanh nhất có thể dành cho Bi. Và chết rất khít. Rồi, khít. Đây là 18, đóng nghe thôi. Và nghe đầu khả năng cao là rừng thông. Quan này Roman nó còn cẩn trên một chút anh em ạ. Dù sao thì nó cũng là loại quan em đời tốt, phát triển khỏe. Chẳng qua chất quân đồ bạn mà nó cũng 4 lần sọc đơn công 1 giáp 4 nó cũng chưa bao giờ lần cả. Cũng chưa biết đâu mà lần cả anh em ạ. Đóng hết kiểu này thì nhốt được dân hay không đấy. Ôi dồi ôi ông Bì. Cạn lời. Ô vẫn được đấy. Ô vẫn đi vào được đấy. Ô vẫn đi vào được anh em ạ. Vẫn thừa cái khe để có thể gọi là chui vào gỗ ra những Bì anh em ạ. Bây giờ câu voi về và đóng e ở dân từ 22. Và tiếp tục đi dò thêm thôi. Vâng, 23, 28. Và xích voi về rồi. Voi yêu chất là ổn rồi. Mỗi tội đồ ăn thì vâng, cái bài này cảm giác là đôi voi, ba voi quả đầu hư đầu. À bốn voi, à ba voi. Vâng, như vậy là ba voi. S nhân đôi chibi, S nhân 3 luôn. Và như vậy S nhân 3 luôn anh em ạ. Ăn cả vàng cả gô. Không nhận voi đưa về nhà chính. 26 dân rồi. 26 dân rồi Bi rồi. Liệu rằng có bỏ xin dân này không đây. Vâng, liệu rằng có bỏ xin dân này không. Vâng, đi dịch ra một chút. Vẫn đang đập lô một đồ anh em ạ. Vẫn đang thiếu một đồ cho Bi. Bài là bài 3 vào hưu đầu và quả đầu thôi. Bây giờ có thêm quả phụ thì tốt. Xin bày hưu thôi cũng được. Đập lô một đồ cho Bi. Con voi này thì về nhà chính hay là về S thứ hai đây. Khả năng cao là về luôn nhà chính luôn. Khi dân nhà chính đang được chơi là khá nhiều không nhận là về S thứ hai cho Bi luôn. Lượng gỗ đang thừa là 400 rồi. Đủ gỗ cho Bi đóng nhà điều kiện rồi. Vâng, đủ gỗ cho Bi đóng nhà điều kiện rồi anh em ạ. Vâng, đây BB. À trời ơi. Vâng. Đúng theo kiểu là vâng, đánh lô 84 thì đến 16:30 nó về đề anh em ạ. Nó không về lô, nó về luôn đề luôn. Đúng phút cuối thì có bãi quả xuống Bi thì có thể lên đời. Một bài kích sang đầu 11 muộn. Chắc chắn là cuối 11 rồi. Rất khó lên sớm bài này cho Samaritan anh em ạ. Bi đang có ý định khung nhà và đánh cung. Không, nhờ chuyển sang BL rồi. Vâng, chuyển vế và đổi dầu rất nhanh cho Bi luôn. Vâng, định đóng BA nhưng chuyển sang đóng BL luôn chú ý. Đánh 26 dần. Bạn đấu kích sang khoảng tầm độ cuối 11. 11 rưỡi. Và 11 rưỡi chú ý. Được cái dân Summer thì nó chỉ có thể chống giò được bạn tốt tìm đầu. Cũng không sợ con giò được bạn lắm. Vâng, bo lại chú ý luôn. Vâng, S nhân đôi. Bi thằng he thì Bi sẽ có vị trí thứ 4 anh em ạ. 27 dân vào đầu vàng rồi cho Roman của đồ bạn. Đây đời là sớm hơn chúng ta.
Và chắc chắn là như vậy rồi. Bi đang muốn lên công nghệ bổ cô. Hy vọng là bãi quả bên ngoài sẽ không bị hen người chọc vào. Vâng. Hy vọng bãi quả này sẽ ấm. Chưa thấy giỏ hen đâu cả. Bây giờ phút 12, 30 đồng game rồi. Lên lại chắn cũng có giỏ đồ bạn luôn rồi. Giờ đồ bạn đập mặt vào BB và BM chúng ta. Vâng, BB, BM chúng ta. Bi đang tập trung ra ruộng trước. Và tập trung ra ruộng trước. Vâng, bị chọc ở nhà kia, bị chọc kia. Rồi lừa phải e bắt. Ôi giời, ý, ôi. Không được. Vâng, ý định ban đầu là khung nhà rộng. Nhưng bây giờ bị chuyển sang bo nhỏ rồi. Giờ đó bạn ốc không công không giáp này ô. Vâng, giờ đó bạn là không công và không giáp. Mà tôi nhìn nhầm hay không? Chưa biết hẹn đánh cái gì anh em ạ. Có thể một chém thủ phù chuyển dọc đơn. Cũng có thể bài đánh đằng trọng. Vâng, giờ bạn có công. Vâng, 3L. Và có sắp con chém đầu dành cho em bên kia. Dân Summer. Vâng, phải em bắt giỏ đồ bạn. Xích cổ lại. Chết một dân thôi không sao. Chết giỏ hoe rồi. Vâng, chết giỏ hoe rồi. Vâng, đây là 27-56. Vâng, 27-56. Vâng, bị đi vào chiếc e sắp mẹo đồ chỗ 12 giờ lên. 10 giờ lên. Nhà e là 9 giờ rồi. Bi hiện tại là tập trung 1L ra ruộng. Sắp tới cảng cao có nhà BA chứ. Hè nhìn qua là bài 3L đấy. Đồ bạn ý định là thôi ở chuyển sóng đơn sớm luôn đấy. Vâng, bãi quả bên ngoài vẫn ấm. Thành ra lực của Bi vẫn đang là khá khỏe. Vâng, đồ bạn không có giáp. Bắt đầu chuyển sóng đơn hè bên kia rồi. Vâng, rất đông quân hè bên kia. Bi có một A. Vâng, Bi có một A. Trận đấu này đang điều. Vâng, lạc đà khắc chém. Thời hôm nay đồ bạn chưa có công 4 cho con giáp 4 thì chơi được. Vâng, chưa có công 4 và chưa có giáp 4 thì chơi được anh em ạ. Hả? Vâng, 33-56. Vâng, lên cây giáp 2 cho lạc đà luôn. Họ đang về bắt quân. Hình như hè có công 4 rồi phải. Hình như là hè đã có công 4. Lạc đà đang phải chạy trước con sóng đơn và người chém của đồ bạn thì số lượng quá đông. Vâng, chất quân thì khác. Nhưng lượng quân đồ bạn đang đông hơn chúng ta thì chơi được. Vâng, có công có giáp. Phải nghe. Rất căng. Và công 4 giáp 4 đầu máu hay chưa? Khả năng cao là công 4 giáp 4 thì có, còn đầu máu tầm này thì chưa đâu. Bi đang check công nghệ và lên giáp 4 lắc đà luôn. Vâng, 1L, 1A. Đồ bạn công 4 giáp 2. Nhưng lượng quân biết 3L đồ bạn thì tầm này lượng quân đồ bạn đang đấu gấp 3 lần chúng ta anh em ạ. Lượng quân đồ bạn đang đấu gấp 3 lần chúng ta. Bi có thủ nhà hay không đây? Đã là công 4 từ hai bên kia rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, bò quả nhà, úi dồi ôi. Quýt. 3 điều. Vâng, 3 điều anh em ạ. Vâng, quả bò nhà chắc tuyệt. Thực ra không bò được thì bò được cũng chết thôi. Vâng, Roman phát triển là quá khỏe. 4L chảy đều và công 4 giáp 2 cho đồ bạn. Thậm chí giáp 4 càng cao em đang gọi là trong quá trình nâng cấp. Bi là bài nơi đầu 11. Vâng, bài kích 11 rưỡi của Bi. Vâng, rất khoai. Tỷ số 3 đều. Và như vậy sau 6 trận đấu thì kèo vẫn đang diễn ra cực kỳ cân anh em ạ. Kèo vẫn đang diễn ra cực kỳ cân sau 6 trận đầu tiên. Vâng, 3 đều. Vâng, đến lượt quân của trận đấu thứ 7. Đến với lượt quân của trận đấu thứ 7 thôi. Và trận đấu này thì dùng bảng quân nào? Vâng, sẽ dùng bảng quân nào cho hai game thủ? Vâng, như vậy dùng bảng 1 anh em ạ. Dùng bảng quân số 1 trong trận đấu thứ 7 này. Vâng, đây máy quay quân. Chúng ta là gì đây? Nhảy chưa? Vâng, như vậy là xem dành cho tụi Bi và E là người cầm con chúng ta. Quýt 4-3 cho Bi. Vâng, 4-3 cho Bi. Kata hay Per đấy. Số 8 là Per à? À, số 8 là Per. Vâng, như vậy số 8 là Per anh em ạ. Ok, không sao. Như vậy cái đấu mà tưởng là xem Kata nhưng xem Per thì nói chung là cũng cửa trên một tí thôi. Và chúng ta có sự ổn định và đồ bạn có sự đột biến. Sang thì ổn định và Pơ thì đột biến. Quân này Sang vẫn cở trên một chút thôi. Và dù sao lại còn cũng đa dạng quân. Em đời không phải là tù. Sang Pơ anh em ạ. Sang Pơ. Quả đầu BB là một bãi quả 6 cây. Thiếu đầu là có luôn rồi.
Và như vậy Semper anh em ạ, không phải sang Kata, nói chung lịch quân thì từ là 1-11 tin. Nó trở thành gọi là 1-10-1-8 dành cho Bi. Vẫn là cửa trên thôi. Rồi hưu đầu có luôn 7 con luôn. Ô có voi rồi, có voi. Quá hay luôn anh em ạ. Vâng, có voi luôn. Vâng, trận cầm pơ thứ 3 của He trong buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Hai trận đấu trước đây He để thua rồi. Hình là có một trận thắng thì phải. Có một trận thắng. À, 4 trận cầm pơ à. Vâng, có voi chắc chắn là có voi rồi, con hưu nhảy rồi. Vâng, hưu nhảy chắc chắn là có voi cho Bi rồi. Và ngồi sau là hiền thủ chim sẻ đắng. Vừa ngồi chim lợn tôi Bi sau anh em ạ. Thế nhưng bị đuổi ra rồi. Đây là 11-12. Vâng, và đang cần thêm một quả phụ và những con voi cho Bi để có thể lên sớm. Và để có thể lên sớm cho Bi. Bảo là có voi là chắc chắn có voi, thậm chí đôi voi luôn đấy. Đôi, rồi, đôi voi cho Bi luôn. Và xin đúng một đồ nữa. Còn xin các cô cho đúng một đồ nữa thôi. Quả phụ hoặc bầy hưu phụ cũng được. Cái gì cũng được. Tập này rồi thì đôi voi hưu đầu rồi thì vâng, thích cái gì cũng được. Đây là 14-16. Và điểm trừ bây giờ gỗ đầu thấy kiểu hơi xa. Ôi, đủ đồ luôn rồi. Và tuyệt vời. Không có quả phụ nhưng vẫn là một bài tươi dành cho em thủ BB. Không có quả phụ nhưng vẫn là bài tươi cho BB anh em ạ. Vâng, tiền game như này anh em vẫn kêu là nhỏ á. Ồ, tiền game cho bức này anh em vẫn bảo là tiền game hơi nhỏ à. Ồ, lạ nhờ. Em biết tiền game bây giờ là ổn rồi đấy anh em ạ. Anh em xem kèo và mười mấy cái anh em cho em hỏi là tiền game từng biết bình luận như vậy thì ổn chưa anh em nhỉ? Vừa tai mọi người chưa ạ? Vâng, ổn rồi thì cho em số 1. Gõ 1 giúp em ạ. Còn chưa ổn thì gõ 2 để em kịp thời điều chỉnh. Vâng, chưa ổn thì gõ 2 và nếu đó thì do kiểu như tiếng bình luận hơi nhỏ, tiếng game hơi to, để em kịp thời điều chỉnh mọi người nhá. Vâng, ổn rồi thì gõ cho em số 1. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Đây, rất nhiều số 1 của anh em vang lên rồi. Rất nhiều tương tác. 4 voi zombie. Vâng, con voi thứ 3, thứ 4 về thôi. Một pha biểu diễn. Vâng, BB bò nhỏ bãi vàng. Đánh 23 zombie luôn. Vâng, đánh 23 zombie luôn. Và bên kia đồ bạn nó được dò bao nhiêu phần trăm bản đồ nhỉ? Bi chưa xoay tham. Thành ra chưa biết đồ bạn là người dò bao nhiêu phần trăm bản đồ cả. Hiểu rằng bài pơ đồ bạn là bài pơ xấu hay là bài pơ đẹp của đồ bạn đây. Bi là bài 4 voi. Và hưu đầu và quả đầu. Một bài tối kiểu 23 dân thì vẫn có cái công. Và vẫn có cái giáp đi chọc thôi. Vâng, vẫn có cái công và cái giáp đi chọc dành cho game thủ Hibi thôi anh em ạ. Thoải mái thôi, đánh 23 dân ít dân. Và kích chín BL và BM khả năng cao sẽ bo nhỏ bãi gỗ. Gỗ đang thừa rất nhiều và BM bo luôn thành chính luôn. Tiện đường công tác của nông dân anh em ạ. Đỡ phải di chuyển quá xa. Vâng, ép đời thì hơi xịt. 23 dân cộng 1 là 9:18 dành cho Bi. Vâng, đỡ hộ tôi cái để xem bơ đồ bạn có mắc pin mất theo kiểu kích 8 hay không thôi. Bi là 9:18, bài 23 dân cộng 1 của bơ. À, của sen chứ. 23 dân cộng 1, 6 dân quốc vàng sẽ có phủ zombie. Vâng, sẽ có phủ zombie rồi, chắc chắn có phủ zombie luôn rồi. Và ngựa gió đầu di chuyển và xe gió check off 6 giờ không phải nhà đồ bạn rồi. À 5 giờ kia. Ngáo thật. Hè lên đời cũng là khá sớm. Vào bà lên sớm của đồ bạn. Không hề muộn anh em ạ. Đúng là còn pơ có khác. Bởi vì còn ép đời thì kiểu kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Cân nhau thôi. Vâng, giờ mình đang đi công. Con giò mình con giò có công. Bi không lên giáp. Vâng, con giò có công thôi. Đang chọc 2 dân đồ bạn. 2 dân này he thì chắc chắn nằm xuống rồi.
nâng cấp bánh xe và thủ một P thôi. Vâng, bạn có lên công giáp hay không? Giờ là giờ thủ Super. Đập một P cho Bi. Và giờ bạn không công giáp hỏng rồi. Giờ đồ bạn có giờ không công giáp. Và bị đánh ít dần sau đó này thì cảm giác hơi căng. BB là người thủ 1P. Hay là bài kích sang đầu 10. Vẫn chưa lên đời chopper của đồ bạn. Vâng, vẫn chưa lên đời chopper của đồ bạn bên kia anh em ạ. Tammy là 26, vâng vừa lên xong thôi. Bắt đầu kích 10-20 của Per. Vâng, 10-20. Chúng ta là 99. Bạn chết giòn từ B rồi. Hè khu nhà xong. Hè đã khung nhà xong rồi. Nếu rằng bên ngoài đồ bạn có dân thì không. Vâng, Bi chưa tìm thấy. Không hờ. Đá kín. Vâng, dắt phù lên luôn, đi công phù luôn. Vâng, dắt phù đi công luôn anh em ạ. Khi hè là bài đấu anh ta không lên công giáp. Và khả năng cao sẽ có giáp gỗ cho Bơ đồ bạn chuyển A về sau. Bi đang sóc đều P. Vâng, còn phù. Còn phù, và phù được. Phù được con giò của đồ bạn. Tạm thời nhưng mà tiếp theo thì hai người khó có thể gọi là vâng dò những cơ sở của mình khi mà đồ bạn là người mất dò rồi. Nhưng hai là người có chuyển được quân xong hay chưa đây, tầm này khẳng cao hai đang chuyển quân đấy, tầm này khẳng cao Pơ đồ bạn đang chuyển quân. Chứ còn bảo hai đánh châu đặc đài và châu phủ của Bi thì khẳng cao hơi dị. Nâng cấp chạy nhanh cho phủ đến từ Bi. Vâng, tham hai con số đó là 36. Vâng, 36 trong 40 cho Bi. Vâng, phù con giò hay chặt đỏ anh em, phù con ngựa giò thì đỏ tất nhiên thôi. Phù con ngựa giò mà phù đen thì lúc cạn lời. Vâng, phù con giò chắc chắn là đỏ rồi. Vâng, 35 trừ 10 đội bạn không lên công giáp nhá. Họ không lên công giáp, chứng tỏ đội bạn là người đang gọi là vâng, trong quá trình chuyển quân. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, bãi vàng trồi ra bên ngoài chopper. Vâng, con phù đang dí lên. Ở nhà vẫn đang hoàn toàn như rồi. Và đội bạn đang dập lạc đà về thủ phải. Hình như là đội bạn đang dập lạc đà về thủ. Vâng, sọc đơn chặt của ai sắp có zombie rồi. Và sắp tới sẽ một nhà bia và dắt phù đi công. Phù đã có chạy nhanh rồi. Phù vào dân vàng đồ bạn, thổi đi em ơi. Rồi, được một con đi, được rồi kìa. Được rồi, rồi, chốt e luôn. Xây luôn e luôn. Này, bò e chúng tôi vang. Vâng, diệp. Chưa có ma từ đồ bạn. Tầm này thì thủ kiểu gì đây. Chưa thấy bất kỳ ma của đồ bạn đâu em. Vâng, đóng một na trong nhà của Pơ á. Vâng, quá hay. Dành cho Bi. Vâng, chặt của ai là có rồi. Phù là phù có chạy nhanh, thổi kèn em ơi. Và siêu con là quýt luôn này. Đổi màu là quýt luôn này. Và đổi màu một con rồi. Quay ngược lại bằng hai con. Được không? Không được. Và 42 rồi. Không sao cả. Nhà mình vẫn đang gọi là hoàn toàn yên ổn. Và tầm này thì 4-5 ma xong đều chặt của ai rồi. Và đỡ hộ rồi cái. Hè là mình quấy về lực. Và cứ đè dân thôi, thiêu dân thôi. Và không kịp chuyển những đợt bạn đi xa luôn rồi anh em ạ. Tỷ số là 4-3 cho Bi. Vâng, rất chủ động về lên công nghệ anh em ạ. Ông Bi đánh gãi thế là rồi. Lên chặt câu ai trước, còn lại thì tăng cả quân sau cho Bi luôn. Không hề vội vàng tăng cả quân cho Bi anh em ạ. Biết là he chuyển quân rồi nhưng Bi không là người tăng cả quân sớm mà là người chủ động. Nâng cấp tầm xa 7 cổng ai luôn. Để thể chơi lâu dài luôn. 4-3 cho Bi. Vâng, dẫn trước một bàn rồi. Vâng, máy quay quân thôi. Đến trận đấu thứ 8. Vâng, trận đấu thứ 8. Bảng quân bao nhiêu đây? Vâng, tiếp tục là bảng 1. Quân là gì? Vâng, BB là số bao nhiêu? Ủa, 16 là con Hitty. Hitty của mình và đội bạn AC. Một cái đấu hơi căng. Hitty của Bi cầm hay là cầm AC anh em ạ. Tất nhiên quân này thì chưa chắc đã solo cung đâu. Tôi thề các bạn là như vậy luôn. He cầm AC. Tôi có cho tiền trận này he cũng không dám đánh cung anh em ạ. Tôi cho thêm tiền đấy. Hùng có viết động viên he đánh cung trận này đi. Cho 1 lít. Vâng, động viên he đánh cung trận này cho he 1 lít. Cho Hùng 1 lít luôn Hùng ơi. Động viên he đánh cung đi. Vâng, chắc chắn là đà chuyển kẹp cung giờ rồi. Chứ còn với phong cách ông he mà đánh cung thẳng cho mày cầm AC chắc không phải. Và thế các bạn luôn như vậy luôn. Đây 6/8 và quả đầu nhốt dần rất khéo cho Bi. Có luôn đầu luôn rồi. Và gỗ đầu nhìn qua là gỗ đầu không xa. Hơi xa một chút thôi. Không phải là quá xa. Ok.
Vâng, tất nhiên không phải là khinh He gì cả anh em ạ. Mà ý của em là bảo là He, phong cách của He cầm Messi thì ít khi thì He đánh solo cung lắm anh em ạ. Ít khi thì He đánh cung. Đa phần là bài theo kiểu, phong cách của He là phong cách theo kiểu hệ sát. Thì đa phần là bài theo kiểu lạc đà chuyển kẹp cung giờ thôi. Không phải là xúc phạm với coi thường He đâu anh em. Cái này theo kiểu cách đánh thôi. Đấy, cách đánh của game thủ thôi. Vâng, chơi LOL là cái bên anh kỹ thuật anh em ạ. Các bạn kỹ thuật là bạn ấy chơi thôi, còn em bình luận là mình chơi đâu anh em. Cái máy vi quay quân thì đang gọi là theo kiểu cái lúc mà giữa trận đầu không quay quân thì mấy ông kỹ thuật chơi game thôi. Còn bình luận viên mà chơi game giờ làm thì đúng là bị phạt nhắc người. Đấy, nằm lốp, 1M vào mặt. Ông nào chơi game giờ làm thì phạt 1M anh em ạ. Vâng, gấp 4 lần, 5 lần ngày công. Vâng, 13-16. Vâng, tạm thời bắt đầu 6 con đưa về rất khít chuẩn bị rồi. Vẫn đang tiếp tục bị dò anh em ạ. Bài là bài trận này thì tất nhiên có làm thì có ăn rồi. Không đi dò vẫn có đồ ăn, có ăn gỗ, ăn đá, ăn vàng. Thế cho nó vuông. Vâng, thêm một voi. Có thêm một voi dành cho game thủ BB. Vâng, theo luật lao động là không phạt tiền nhân viên, tất nhiên là đúng rồi anh em. Cái này kỷ luật thôi. Vâng, 17-20. Có thêm một rừng. Chưa thấy quả phụ đâu nhỉ? Vâng, chưa thấy quả phụ đâu Zubi cả. Cái gì cơ? À, bên kia bảo bạn là bài có rất nhiều voi anh em ạ. Giật mình bất tình lình thì Hùng Rít báo về và đồ bạn là bài rất nhiều voi từ hai bên kia. Bi là bài vẫn đang chưa phải là quá tươi. Mặc dù là bài có voi mà mình đầu 6 con đưa về rất khít rồi. Nhưng đến thời điểm phút thứ 6-45 này thì vẫn đang gọi là đi cố đi tìm được một đồ zombie. Vâng, như vậy có thêm một bài hưu. Một bài hưu sát mép. Vâng, 23-28. Không tới quả phụ nhỉ. Vâng, trận này bị win ở lượt trận này thì bị có vị trí thứ 4 anh em ạ. Sẽ vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Nếu như bị win được khe xong buổi tối ngày hôm nay. Tất nhiên là tạm thời vươn lên thôi. Còn để chung cuộc thì phải chờ lượt đấu cuối cùng nữa. Đó, chim sẻ hoàng mà gì. Anh Mách mà thắng sẻ thì anh Mách sẽ có vị trí thứ 4 chung cuộc. Còn không thì sẽ thuộc về Bi. Nếu như Bi win he, thế thôi. Vâng, bài hưu này bài hưu 7. Như vậy là bài tròn đồ cho Bi rồi. À, có thêm bài hưu này. Vâng, như vậy là có thêm một bài hưu nữa cho Bi. Đồ ăn rất loàng hoàng anh em ạ. Đồ ăn là đồ ăn cực kỳ loàng hoàng cho Bi luôn. 25 dần đổi hit ti. Kích đời là khá lâu rồi. Vâng, quân là chất quân khó thôi hơn. Và bài Bi là bài theo kiểu rất tròn đồ thôi. Đồ ăn cực kỳ loàng hoàng anh em ạ. Cực kỳ loàng hoàng. Khả năng cao đầu tư thêm 120 gỗ để có thể mút thêm bài hưu xa. Mất 120 gỗ nhưng bù lại lực khỏe hơn Zubi. Và lực khỏe hơn Zubi. Vị trí thứ 3 thì xong rồi anh em ạ. Quick cam chắc chắn là vị trí thứ 3 rồi. À, còn He. Nếu như He là người thắng Bi thì với tỷ số tới kiểu và không được để Bi chậm 5 thì He sẽ là người có vị trí thứ 3. Vâng. Nếu như He không để Bi chạm 5, tức là Bi có một chạm nữa thì He mới có cửa là có vị trí thứ 3 được. Hiện tại Bi có 4 chạm rồi. Đây BM và đồ bạn đời sống hơn chúng ta. À, bằng kit luôn. Ô, đời 2 thì bằng kit luôn. Vâng, He mà thắng 8-5 thì He vẫn không thể thứ 3 các anh em ạ. Phải thắng 9-4. Không được để Bi chạm, chạm 5. Đấy. Một bài kích 2 thì lên 2 để bằng nhau. Nhưng lên 3 chắc chắn là bạn bài lên sớm hơn rồi. Để xem He đánh cái gì. Và tôi đoán là He đánh chém thôi. Tôi đoán He là người sẽ đánh chém với phong cách sở trường của anh ta. Và như vậy bị như bị chọc rồi kìa. Nhấp nháy ở đâu kìa. Và có đỏ vàng đấy, xịt lâu anh em. Không thể xịt được. Nó ăn sâu vào tủy rồi, nó ăn sâu vào máu của He rồi. Không thể đánh cung được, đấy ngỡ gió nó di chuyển thôi. Cái này không phải coi thường He gì mà đồ bạn là vậy. Theo kiểu là phong cách đồ bạn là như vậy rồi. Vâng, ôi trời, có vẻ của He chất lượng thật.
hay. Một pha về hay của He bên kia. Một tình huống về He chéo. Lambi là người cực kỳ vất vả đối với có thể gọi là giữ lại chiếc ruộng lực của mình. Và một bàn loang trần lực. Vâng, lạc đà chuyển kẹp khung giờ thôi. AC có lẽ không thể nào mà đánh theo kiểu chay lạc đà làm gì cả. Đồ bạn có khung giờ. Vậy. Và như vậy tỷ số là 4 đều. Cân thế nhở? Sốc cảm giác cân thế à rồi. 8 trận thôi trôi qua rồi. Và tỷ số hiện tại là 4 đều anh em ạ. Sau 8 trận đấu kết quả là 4 đều cho hai game thủ. Một kèo siêu cân. Vâng, siêu cân. Thấy quả phụ kia tươi quá, không thấy vũ rổ. Và đi dò mặt này có phải là ưng hay không. Có 3 voi câu về và gặp luôn quả phụ luôn thì tươi luôn. Nhiều khi chúng ta chỉ tranh lệch một cái chút, chúng ta gọi là vị thì chúng ta đi dò rồi anh em ạ. Bi mà không đi dò mạn 6 giờ mà đi dò mạn 12 giờ thì bài hitty này bài được. Có 3 voi có quả phụ ruby luôn. Vâng, đi dò đến mạn 12 giờ thì là tươi. Vâng, như vậy mày quay quân thôi. Trận đấu thứ 9, 4 đều về trận. Vâng, 4 đều về trận. Vâng, dò tới kiểu dò lệch hướng anh em ạ. Dò sai lòng mạch. Rồi quay quân rồi, bảng nào đây? Bảng nào cái đã? Chưa chọn bảng là quay rồi. Rồi bảng 2. Và như vậy bảng quân số 2 là bảng quân của trận đấu thứ 9. Chúng ta là cùng bên trái và đồ bạn là cùng bên phải. Vâng, bảng 2 quân là gì đây? Ê, nhảy cho em ơi, 57. Vâng, như vậy là Katha và Cho Son. Katha của mình, Cho Son của bạn yếu hơn một chút thôi. Vâng, yếu hơn một chút thôi anh em ạ. Đánh được 10-19 thôi. Cho Son là 10, Katha là 9. Vâng. Vâng, 3-4 đến từ cái thủ BB. Nói chung thì quân này thì chắc nó cũng BB không dạy gì đến kiểu gọi là châu phù đập dân đâu bạn làm gì cả. Bởi đập dân công phù thì Cho Son rõ ràng nó cửa trên rất nhiều. Phù nó rẻ hơn. Đánh thế trận công phù đập dân thì Katha không khác gì Crack cả anh em ạ. Vâng, cả Katha chuyển cung A, chuyển BB, chuyển quẩy. Rất nhiều loại quân cho hai loại quân này anh em ạ. Vâng, quân gì mà vâng, theo kiểu trừ lạc đà cỡ chém ra thì còn lại dép với cả cung A thì hai bên đều có. Có thể chuyển quân giáo đốc phù cho hai bên. Vâng, đánh thế trận phù công phù đập dân thì mình ở cửa dưới. Nhưng chuyển quân thì là cân. Vâng, chuyển quân thì là cân. Vâng, đánh solo chém thì mình cửa trên ấy. Quân này mà đánh cái bảo solo nhà L, solo quân xin ra từ nhà L thì mình cửa trên anh em ạ. Lạc đà khắc chém. Đấy, chỉ sợ phù thôi. Vâng, chỉ sợ phù thôi. Vâng, Katha Cho Son. Chất quân là 10-19. Đánh thoải mái. Đây, bảy hữu 4 con được về chuẩn bị. Và gỗ đầu thì hơi xa. Nhìn qua là toàn gỗ 40 thôi. Vâng, đóng nghe chuẩn bị. Rừng là nhiều rồi. Một thế nhà xung quanh nhà nó có khoảng tầm đổ 3 cánh rừng chuẩn bị anh em ạ. 3 rừng chuẩn bị xung quanh nhà. Và xem mình sẽ lựa chọn chiến thuật gì. Vâng, cung A bỏ đáo thủ phù. Hay là vẫn đánh chém rồi châu phù rồi chuyển qua sau. Vâng, quân này thì con Cho Son được quyền ăn ít vàng hơn anh em ạ. Quân này ví dụ map đầu có 6 vàng, Cho Son gần ăn 2 bãi rưỡi thôi. Còn Katha ăn 3,5 bãi thì con Katha vẫn còn cửa thua. Còn nếu như để con Cho Son là nhiều vàng hơn thì chắc chắn rồi. Katha rất khó chơi. Vâng, cực kỳ khó chơi. Cho Son được phép ăn ít vàng hơn. Vâng, bản xếp hạng anh em phải truy cập vào trang web đó là aoe.vn/allstar mọi người nhá. aoe.vn/allstar để biết thêm về bản xếp hạng cũng như lịch thi đấu và kết quả những vòng đấu đã qua, cập nhật đầy đủ cho anh em, chi tiết cho anh em luôn. Tối nay thì trận đấu cuối cùng của giải là trận đấu của chim sẻ và Hoàng Nhi sẽ diễn ra anh em ạ, 21 giờ. Vâng, trận đấu gọi là trận đấu bế mạc của giải chín chu sẽ diễn ra. Vâng, quý doanh nghiệp hoặc là cá nhân nhu cầu có nhu cầu hợp tác quảng cáo thương hiệu trên kênh sóng của WeWe có thể liên hệ vào hotline đó là 0888 171771 anh em nhé. 0888 171771. Và trước anh em 0888 171771 hoặc là COS@vectv.vn. Vâng, chạy trận đấu thứ 3 ở đây là bài cầm con Katha của Bi.
21-24. Và tạm thời ngoại trừ mấy ưu đầu đưa về thì chưa thêm bất kỳ đồ ăn gì cả. Chưa có thêm bất kỳ đồ gì Jimmy cả anh em ạ. Vâng, bài ca xong lô rồi. Vâng, đập lô kiểu này chết tôi. Vâng, đập lô rồi anh em ạ. Hỏng rồi. Nhà không rộng được. Và chỗ này một BBBM. Với cả khoảng tầm độ 4-5 xe là kín. Nhưng quan trọng đồ ăn thì vẫn đang thiếu rất nhiều. Vâng, đồ ăn vẫn đang thiếu rất nhiều anh em ạ. Hotline là 0888171771 anh em nhé. Và nhắc lại cho mọi người có nhu cầu về việc hợp tác và quảng bá thương hiệu trên kênh trắng của Bi cũng như những em thủ bên vét như là Cam Quýt, Hoàng, Mai Nhi. Vâng, về lớp. Và như vậy có thêm một bầy U6 cho Bi. S nhân đôi luôn, đẹp trai luôn. Vẫn thiếu một đồ. Vâng, vẫn thiếu chút đồ anh em ạ. Dân chơi là khá nhiều. Một bài cực kỳ loang hoang của bài cầm kata. Một bài xấu, rất xấu. Và lý do của tầm độ ra đúng chính giữa bản đồ anh em ạ. Không phải chính giữa mà sang nửa bên kia rồi. Để có thể ăn thêm mồi hiếu nữa. Và bù lại là thế nhà khung. Và bù lại là có thế nhà khung chú Bi. Bản đấu kích chín. Đây. Thôi. Có đá bì hiếu kia về không nhỉ? Và có tay không? Có tay đá thêm bì hiếu này về không? Và bị không cần. Gặp he luôn, đi dâng rồi. Vào bài đi dâng của đội bạn. Hai dân đi dâng của đội bạn rồi. Gặp luôn dân bị giúp bản đồ luôn. Bị đánh 26 đồng dân. Vâng, bị đánh 26 đồng dân. Vâng, con dân này đã có hiện tượng việc chơi hơi quá liều anh em ạ. Chơi hai đường. Bình thường chơi nửa đường thôi thì không sao. Vâng, một thế nhà khung. Nhưng để cho he đóng nhà trong nhà của mình là cũng căng. Nên bo lại luôn được không đây. Vâng, 20% của đội bạn. Trong đó tính cả phần trăm xe giò và phần trăm dân đi dâng anh em ạ. Có lẽ trận đấu này nhà khung của Bi không để tác dụng gì nhiều rồi. Bởi he là người đang chủ động đi dâng, khả năng cao đóng lớn trong nhà của mình luôn đấy. Ô, chưa lên đời nữa. Ô, cân chặt. Lên đời cũng chỉ bình thường thôi. He là bài đến đời cũng là khá muộn. Vâng, đội bạn có xe giò và có dân đi dâng cho em bên kia. Và như vậy là 11-21 giây. Lên đời thì chỉ xem lẫn nhau thôi. Cùng làm he sớm hơn một chút thôi, không nhiều. Vâng, bắt đầu có vẻ như là có gì nhỉ. Vâng, như vậy chấm xe dầu 2 anh em ạ. Bi ăn vàng đâu đây, quan trọng bi ăn vàng ở đâu. Cái quan trọng là bi sẽ ăn vàng ở đâu. Ăn vàng gần nhà chú Bi. Ăn vàng trong nhà chú Bi. Cẩn thận, bài đấu của bạn là người đi trong công tê. Dâng tê của giáp. Quân này nói chung bài cổ truyền truyền thống thì cứ theo kiểu là thâu phù thôi. Nhưng cũng không loại trừ phong cách ông he có rất nhiều bài dị. Vâng, he cầm cho son. Có rất nhiều bài dị. Nói chung bài cổ truyền thì đa phần không ai công tê cả. Nhưng trong tay game thủ như là he Hồng Anh thì tất cả những lý thuyết sách giáo khoa đều sai. Rất nhiều bài dị tay game thủ này anh em ạ. Quá nhiều bài dị. Vâng, có ruộng ở nhà dành cho son he bên kia. Bi sẽ đi công phủ. Vâng, Bi sẽ đi công phủ. Vâng, Bi lên đầu vàng thế nhỉ. Vâng, lên chặt gỗ. Vậy công nghệ Bi lựa chọn đó chặt gỗ, đội bạn lên sớm hơn chúng ta một chút. Họ lên sớm hơn chúng ta một chút. Vâng, đây là một nhà B gì đây. Ôi, tôi con xin gài đấy. Ngày đóng kiểu này chết tôi. Ngày làm quả B ngay trước mong con chém của đội bạn, nó có chém chưa đấy. Nhanh còn về, thật nhanh còn về. Chưa kỳ đội bạn con chém đầu tiên. Vâng, có chém. Bi đóng thành công B rồi. Hay là người có ruộng ở nhà. Vâng, ta lên chặt gỗ. Không lên đầu vàng. Ấy chém. Cũng có một bê thủi của em bên kia. Với chất quân này thì ít ai lựa chọn lên công giáp đủ anh em ạ. Người chém đâu bạn có lẽ cũng không công mà không giáp đâu chuẩn rồi. Đa phần game thủ sẽ lựa chọn đồ đánh như cầu là. Ui trời. May quá chưa đổi màu. Và xịn. Kia. Vâng, đen luôn. Hay đen luôn anh em ạ. Họ không giữ. Bi lên chặt gỗ. Không bên đầu vàng, thành lượng vàng tầm này đang hơi yếu cho Bi. Và lượng vàng đang rất yếu cho Bi ạ. Máy xe đã có rồi. Sóc tê. Và sóc tê và đập dần rồi. Đây là 26-44. Chúng ta sóc hai lạc đà. Và mất 140 thực. Và 120 vàng. Và bạn cũng sóc hai con chém. Và họ cũng sóc hai con chém. Và bắt đầu có tê rồi. Và vụt phù đội bạn. Khô báo thôi. Rồi chơi. Và hết. Vâng, phù không một công. Xin lỗi anh em là không một công anh em ạ. Lạc đà không công. Ba con phù đối bạn đấy. Ô trời. Rồi thổi đi. Phù đi. Lạc đà kìa. Phụt luôn. Nhà mình khung.
Vâng, đội bạn đang rất loạn nhà. Chúng ta nhà vẫn đang yên ổn anh em ạ. Nhà mình đang tạm thời là vẫn đang yên ổn. Bãi gỗ và bãi vàng. Bắt đầu cắt dân gỗ về xóa ruộng cho mi. Hà Bà là 25-44. Tê có giặt gỗ, đang công vào phần ruộng của bạn. Họ có phù kìa. Chạy đi, chạy ra đây đi. Rồi, vụt con phù nó chết luôn, vụt con phù luôn. Vụt con phù luôn. Vâng, phù được là luôn rồi. Họ phù được một lần nào chúng ta anh em ạ. Vâng, vẩy em bãi gỗ. Hai con tê đang bắn. Vâng, em đang rất loạn nhà. Nhưng đồ bạn là phù cho son. Chúng ta là phù của Kata 125 vàng anh em ạ. Đồ bạn chỉ là 85 vào một con thôi. Lạc đà là không còn giáp, vụt luôn nhậu luôn. Giữ con tê. Rồi đứng trên dốc, đen luôn rồi bên kia luôn. Đang bị đồ bạn ốp phù. Đóng A tại nhà và chuyển ai không? Đủ ruộng chưa? Vâng, bây giờ chuyển sang ăn nhiều gỗ hơn. Vâng, một thế trận đập dân công phù hai game thủ. Vâng, phù đồ bạn tầm này thì có vẻ như là đủ công nghệ rồi. Phù đồ bạn tầm này thì có công nghệ 50 máu rồi. Bắn rất lâu trên. Và dân của bạn mặt trận này đang đông hơn chúng ta. Bi đang tạm thời phải lùi. Và một thế trận đang là hơi khê. Một thế trận đang là hơi khê anh em ạ. Mặc dù mình là người theo kiểu khung nhà không mất gì, nhưng đội bạn là người cho son. Và phù đội bạn là người lên đầu vào. Thế tập này he là người đủ công nghệ cho phù rồi. Chúng ta là phù không công nghệ, không có bất kỳ công nghệ gì cả anh em ạ. Và công nghệ mình lên là công nghệ chặt gỗ, không phải là bảo vàng. Bi đang muốn ra ruộng để chuyển áo một áo. Vâng, đang muốn ra ruộng để chuyển áo một áo cho Bi. Đây là 24-48. Vâng, chuyển A tầm này còn kịp hay không đây? Nãy giờ thì hay là người bị quấy về lực, còn chúng ta thì không bị quấy. Vâng, tầm này còn kịp hay không? Đội bạn đang dắt phù lên nhà chúng ta rồi. Vâng, họ đang dắt phù lên nhà chúng ta. Phù dân chúng ta xây lầu nhau ta luôn hay không đây? Họ đang đứng rút E. Vâng, cứ sửa thôi. Bỏ lại luôn, còn rất nhiều phù đội bạn. Càng quá nhỉ. Phù cho son nó cực kỳ rẻ anh em ạ. Phù cho son nó cực kỳ rẻ. Và em có nhận thông tin mọi người bảo là lag giật rồi anh em ạ. Có nhận được thông tin anh em bảo là giật và lag rồi. Hiện tại thì để chờ một chút nữa xem thì xem nó giật lag nhiều hay không. Em sẽ người theo kiểu có cách khắc phục riêng mọi người nhá. Và hiện tại em có nhận thông tin anh em bảo là giật lag rồi. Không phải là em bị điếc hay là bị mù hay gì cả. Em có nhận được thông tin của mọi người bảo về là đang giật lag rồi anh em ạ. Đang chờ một phần kỹ thuật khắc phục. Vâng, vác dân một phù đồ bạn. Nhưng phù là phù đủ công nghệ nha. Phù đồ bạn là phù đủ công nghệ. Có chạy nhanh, có 50 máu. Vâng, lạc đà, phù đi. Thổi phù đi. Vâng, con phù đang thổi trong vô vọng. Vâng, phù được con chém đồ bạn. Vâng, quay lại giết phù luôn. Họ đang vác dân đồ bòn trần lực. Vâng, lại phù đỏ cho đồ bạn luôn. Con chém đang chuyển màu liên tục. Và chuyển từ màu 1 sang 2 màu lại. Thì đang vác tấp dân gỗ, dân ruộng ra. Có thể gọi là phù phù đồ bạn, nhưng cần phải có A. Vâng, vác tấp dân là phù chuẩn bị anh em ạ. Một cung A đi quấy đồ bạn. Quá nhiều phù. Vâng, tỷ số 5-1 dành cho hai bên kia. Vâng, thế trận đập dân công phù rõ ràng con cho son cửa trên rồi anh em ạ. Nó rẻ hơn chúng ta rất nhiều. 85 vào một con thôi. Và như vậy trận đấu thứ 10 này thì sẽ bảng quân số 1 anh em ạ. Bảng quân số 1. Và chúng ta có bên trái và đội bạn của bên phải. Con số hướng tới là số 1. Vâng, 12 và 10 AC và Pan. Úi giời, được. AC và Pan. Mày cười cái gì? Con này mày cười cái gì đấy? Vâng. Vâng, mày cười gì con này đấy Hùng ơi? Hùng ơi! Vâng, mày cười gì con này đấy? Con này không bao giờ ở cửa con Pan cửa trên cả chưa. 1-10-1-9 dành cho AC. Vâng, Pan của đội bạn và AC chúng ta. Và chất quần thì có một chút nhỉnh hơn Zobi rồi. Đánh solo thì con AC nó không hạ con Pan. Vâng, qua phút 18 thì biết mặt nhau ngay anh em ạ. Qua phút 18 thì con AC nó thể hiện rõ ràng nó là quân cửa trên. Còn trước phút 18 thì con Pan có một tí ti lợi thế thôi. Tí ti thôi anh em ạ. Vâng, cầm cự phút 18 thôi thì là tươi. Vâng, đây là AC quả đầu bãi quả 6 cây. Hơi dốc một chút. À, quả 7 này.
Vâng, quả đầu 7 cây cho Bi. Và em có biết là giật rồi anh em ạ. Hiện tại đang chờ bên kỹ thuật người ta khắc phục được trên mạng anh em ạ. Em có biết là giật vỡ hình cho anh em rồi. Em không mù và em cũng không biết, cũng không bị câm, cũng không bị đuôi. Bố mẹ em thì vẫn đang sống khỏe bình thường. Và anh em có nhu cầu quan hệ với cả phụ huynh của em thì là thôi anh em ạ. Đang chờ bên kỹ thuật người ta sự khắc phục được trên mạng anh em ạ. Đang hơi giật lag một chút. Vâng, ổn chưa mọi người nhỉ? Vé vừa tắt đi và tích lại kênh rồi. Thôi bây giờ mọi người xem nó có mượt mà hơn hay không. Vâng, quay trận đấu này thì Bi là người có đôi voi, có hưu đầu đưa về hai con trước. Và những con còn lại thì hơi khó đưa về. Và những con còn lại hơi khó đưa về anh em ạ. Con đi đôi quốc may phân vào nỗi trả cao. Đây là 17-24. Và bây giờ vẫn không được khả cao nốt trận là phải gọi là... Vâng, view lại máy các kiểu thôi anh em ạ. Đổi IP các thứ thôi. Và cố gắng theo kiểu tắt đi và tích lại kênh cho anh em rồi. Nó tương tự theo kiểu lên lại kênh cho anh em rồi nhưng vẫn chưa được. Ổn hơn chút nào mọi người nhỉ? Đây là 19-24. Vâng, 19-24. Con hoa 2 đưa về nhà chính cho Bi luôn. Vâng, đây là 26-28. Và một bài cầm AC ra là bài theo kiểu đồ ăn hòm hòm thôi. Vâng, thế nhà trận này thì hơi khó khung một chút. Xem Bi có thể cơ cấu khung được không. Đó, 8 phút 18 với 27 đồng dân của AC. Đài bet thứ hai nhắn đôi. BS nhân đôi cho Bi. Vâng, vẫn đang bị gián đoạn và không xem được à. Sao vậy nhỉ? Đó được trên mạng dạo này cảm giác hơi chán. Darwin.
Ổn chưa mọi người nhờ, ổn chưa anh em ơi. Và là có công và có sắc của đồ bạn. Mình là bạn theo kiểu đánh cung thủ phù dành cho AC. Vâng, đồ bạn có tê công vào luôn rồi. Vẫn đang rất căng, cố gắng khung nhà mình lại. Và quan trọng con phù đầu này, quan trọng con phù đầu tiên trận đấu. Vâng, bo phù lại, bo phù lại. Rồi, xin. Được, rồi. Phù được là đồ bạn rồi. Nhưng đang bị con đằng đá tiếp theo đồ bạn lọt vào anh em ạ. Rất căng, có tê đồ bạn luôn. Giữ bằng được con phù này. Và giữ bằng được con phù này và bo nhà mình lại. Họ đang phải e kìa. Họ đang phải e. Vâng, sắp cung rồi chưa đây. Lượng gỗ đàn khá yếu. Vâng, đằng đàn đồ bạn sắp cộng đam nhiều thế nhở. Có tê bắn chuồi ra con phù thứ hai. Xin. Vâng, phá ra thôi. Quánh cung rồi thủ phù dành cho AC của B. Đối đâu cả lạc đàn ban đồ bạn bên kia. Hè là bài thứ cầu 1L và công tê. Không thấy đồ bạn có cung rồi có ca anh em ạ. Chưa thấy cung rồi đồ bạn. Phù thứ 16 đồng giữ dân. Đừng để chết giữ dân đi. Vâng, giật phù về thủ. Còn pan của bạn tầm này bắt đầu có cung giờ rồi. Bắt đầu có cung giờ của bạn rồi, nhưng mình là cung AC. Và có ca. Và vẫn công ca rồi em bên kia. Và mình là mình có thủ phù tốt. Đỏ là quýt luôn đây. Đỏ là tươi luôn đây. Đỏ đây em ơi. Không được. Và đồ bạn đen lạc đà luôn. Còn phù này, phù lạc đà, phù ca đây. Phù luôn ca cho được gấu luôn. Có lạc đà kìa. Úi giời. Và 4 cung AC đứng trên dốc. Con phù cần thổi thực sự hiệu quả thế này. Hai con phù đấy. Rồi giết con ca đi. Vác phù ra thủ. Và chết rất nhiều dần cho mình. Nhưng phù đặc đà được là vẫn đang còn cửa thi đấu. Vâng, bo nhà mình lại. Không cho được bạn vào ăn phù. Rồi giật phù vào bên trong đi. Mặt tám sâu quá nhở. Vâng, mặt tám rất sâu bị phù kia. Rồi ơi. Ông đi phù như này thì chết tôi. Phù là phù không để ý cho mình anh em ạ. Vâng, như vậy là 6-4 cho được bạn. 6-4 cho được bạn. Một tên đi phù hơi hờ hênh một chút. Thủ được là tươi luôn, nó không có gì cả, nó hết lực rồi. Vâng, phù một tên đi phù hơi lỗi. Hai con phù cuối, con phù quan trọng thì bây giờ người đi lỗi anh em ạ. Vâng, lao thẳng lạc đào đồ bạn luôn. Vâng, để thua trận này. Như vậy tỷ số 4-6. Vâng, an phù cuối cùng quan trọng nhất bây giờ đi lỗi anh em ạ. Vâng, đi phù cảm giác không mắc binh. Phù là phù AC. Chưa có công nghệ, đồ bạn đặc đà ban nó xô vào quá nhanh. 6-4 dành cho hè. Một trận đấu lỗi. Và một tên đi phù hơi lỗi. Và lần quán quân của trận đấu tiếp theo thôi. Chung kết sớm của Bi xong buổi tối ngày hôm nay anh em ạ. Bây giờ là trạm 1 và trạm 3. Và trạm 1 và trạm 3. Tiếp tục là bảng 1. Và tiếp tục là bảng 1. Vâng, pha đội phù đen anh ạ. Pha vào đội không phải phù đen. Vâng, như vậy là siêu cân. Hai pan là quân trong trận đấu thứ 11. Vâng, để xem bài ông nào khỏe hơn. Nhà ông nào không được là win thôi. Vâng, một chất quân thì cân chặt rồi. Tùy thuộc bài vở thế nhau của nhau thôi. Cái tân vừa rồi, tân cuối cùng không phải phù đen anh em ạ. Mà tân phù và B là người theo kiểu đi lỗi phù. Vâng, phù ông đi quả. Để là pan nó áp sát ba con sổ vào như vậy thì chắc chắn là đen rồi. Rồi, gỗ đầu là gần rồi. Quả đầu ngay cạnh nhà chính luôn rồi. Bài pan đang còn dấu hiệu tươi chú Bi. 7 cây em ơi. Vâng, 6 cây. Vâng, đây 5/8. Cái tên đấy phù hoặc nào đồ bạn là còn cửa nguyên luôn. Đồ bạn hết lực rồi. Pan đồ bạn mất sạch lực rồi. Không còn gì nữa cả. Và không phù được anh em ạ. Vâng, mình là cung thủ phù. Đồ bạn vẫn công ca. Công cung giờ các kiểu cho em bên kia luôn. Vâng, chung kết sớm. Vâng, hồi đầu thì hơi có đôi một chút. Bù lại thế nhà khung. Dừng là dừng đẹp cho Bi rồi. Và chung kết sớm anh em ạ. Trận vừa rồi thì đánh thực ra lỗi tân cuối thôi. Lỗi tân đổi phù cuối vẫn chắc chịu hơn thì vẫn đang còn cửa. Khi mà hai bên kia là người cũng đang một bài thủ khẩu ăn oang. Sóc quân ép quân trần lực đi công ca. Thì mình thủ được là thắng. Nhưng mà không thủ được. Phù đen và bị bổ chết luôn. Và em chào Phạm Dung ạ. Cảm ơn anh gửi tặng sao cho Bi ạ. Vâng, đây 7 hưu 6 con, 7 con đây. Gỗ đầu là gần, quả đầu 6 cây hưu 7. Nhà khung.
Nhà nào thấy nhà khung rồi. Vâng, rất khung cho Bi luôn, rừng ở rừng đẹp. Tất cả đều mượt mà. Ngoài trừ việc quả phụ và voi hiện tại là chưa thấy. Vâng, chưa thấy voi, chưa thấy quả phụ. Vâng, quân là siêu cân rồi. Được không, được không? 241 được không? Yeah. Vâng, 13. Úi dồi ôi, một tờ đúp chuột hơi tai hại một chút. Vâng, một tờ đúp chuột. Rồi, đủ gỗ rồi. Đóng e và thiết kế ép đầu thôi. Pha xử lý hơi công kênh của Bi anh em ạ. Vâng, một tờ đúp chuột tai hại. Vâng, sẽ làm chậm quá trình lên đường của Bi mất khoảng tầm độ 15 giây trận này. Ít nhất là 15 giây trận này anh em ạ. Một tờ đúp chuột vừa toàn bộ dân gỗ, dân quả và dân thực đổ về. Và bên he thì có vẻ như là vừa rồi thì cũng giật lag thì lượng người xem chuyển sang he là nhiều anh em ạ. Chuyển sang he rất là nhiều. Một tên giật lag. Vâng. Đây là 16. Vâng, đây là 16. Vẫn đang cố gắng tìm thêm quả phụ và một voi. Và có voi rồi, chết một dân zombie. Đi dò gặp hai sư tử và chết dân zombie. Và xin một quả phụ. Cố xin thêm một quả phụ trận này thôi. Và chưa một dân và bài chưa đủ đồ anh em ạ. Và ngoại trừ U7 với cả bài yếu 6 con, xin anh em quả đầu 6 cây ra thì còn chết hay không đây. Và không chết dân, nhưng vẫn đang phải đập lô một đồ. Và một tờ đúp chuột. Vâng, bài là bài đủ đồ. Mỗi tôi là chết dân với cả đúp chuột, làm chậm quá trình đầu mình mất khoảng tầm độ 15 giây thôi. Vẫn là 7:45 zombie. Và 7:46 giây kích. 7:46 giây zombie. Tầm này thì mỗi trận đấu đều một trận chung kết. Vâng, để he chạm sau trước. Vâng, để he chạm sau trước. Đẩy mình thấy khó anh em ạ. BB thì bo nhỏ từ. Vâng, bo luôn hai cái rừng luôn. Mặt từ mai giờ xuống coi đã kín luôn rồi. Không như vậy là muốn bom chiếc e. Vâng, chắc cô Blanco có bom BB thì cũng mình nhiều mà. Vâng, khe rừng kia vừa khít luôn rồi. Quả phụ này thì hình như quả phụ 5 cây. Một bài tương đối tròn đồ. Bên kia là bài cũng mắc minh của đồ bạn. Vâng, họ không chết dân. He là 19 dân, Bi là 19 dân trừ 1. Vâng, BB là 19 dân trừ 1. Hai bài đều đi dò cân nhau. Quân cân. Vâng, bài vừa là cân. Bi mà không chết dân là bài Bi tôi nghĩ là tươi hơn đấy. Bởi Bi có thấy nhà khung được. Còn E thì chưa chắc đã khung được. Đây BM. Và đây sẽ BL. Một bài kích 10 sớm. Và một bài kích 10 sớm chúng ta anh em ạ. Trước một dân lực của mình sẽ yếu hơn được bạn. Lực của chúng ta sẽ yếu hơn được bạn. Vâng, xin con giò. Trận này thì khả năng cao lên cái công thôi. Hoặc là lên giặt gỗ thôi. Không thể nào gọi là vừa có công giáp đầy đủ và có giặt gỗ đâu anh em ạ. Chúng ta chiếm một dân. Lực mình thì sẽ yếu hơn được bạn. Và hy vọng thế nhà khung thì mới thể cơ cấu về sau thôi. Giò là giò thủ. Và giò thủ thôi. Vâng. Thủ thôi. Công thì quá yêu được. Nhà mình khung mà. Vâng, như vậy giò công anh em ạ. Hè chưa đầu vàng. Ô. Hè chưa đầu vàng này. 24%. Vâng, đồ bạn chạy giò 10% rồi, nhưng đồ bạn là người trước đầu vàng. Một bài cầm pa nào vàng là khá muộn. Vâng, chạy giò lỗi thôi. He chạy giò lỗi. Vâng, he chạy giò từ đây sẽ chạy đến 12 giờ. Có đập mặt vòng lại, đập mặt BB chúng ta. Vâng, như vậy có một chút lợi thế với chạy giò anh em ạ. Có một chút lợi thế trong việc chạy giò, BB là con giò có công thôi. Cố gắng trong một dân của đồ bạn để cân bằng lượng dân. Rồi, ok. Cân bằng lượng dân rồi. Vâng, một L và thủ của T sóc lạc đà. Do đồ bạn đều rằng có công nghệ gì chưa đây. Do e là có công mà có giáp băng vẩy e. Úi giời ơi. Rồi. Bắt được con giò đủ công và đủ giáp của đồ bạn. Vẻ nữa không? Không chết. Do đồ bạn là có công và có giáp. Lực họ khỏe hơn chúng ta một chút. Vâng, chết con giò rồi. Vâng, lùi lại. Và quan trọng con P đâu phải nhốt luôn này. Con P nhốt luôn. Nhốt con P luôn nhá. Chắp chiêu vào. Chung kết sớm của mình rồi. Lạc đà thứ hai sinh ra. Vâng, đừng kê chỗ này. Bánh xe là chưa có. Vâng, bánh xe chưa có zombie.
Vâng, hay là bài thuyết cổ vật bốn chân của bạn này. Ê, con phu con phu lốp xe là chưa có anh em ạ. Hay bên kia là bài thuyết cổ công tác đầy đủ, lực đội bạn là khỏe chúng ta, bằng bánh gỗ rất sâu, bánh xe đã có công giáp đầy đủ của bánh xe luôn anh em ạ. Quan trọng ở lực, vâng, lạc đàn có công một tơn vẻ bắt dân của đội bạn rồi. Con dẫn vào cái bổ đi, soi dân đi, nâng cấp bánh xe chuẩn bị để chuyển sang khung giờ sớm, họ cũng có thủ phủ. Hè loài phù đỏ, vâng, Tabi là 18 và 16, một thế trận huy là người đang cửa cho một chút, có lẽ là 110 và 18 cho em bên kia anh em ạ. Đội bạn khỏe về lực, họ có công, có giáp và có bánh xe chúng ta hay không? Chúng ta có cái công thôi. Bánh xe đang trong cái hướng cấp Joby. Vâng, đang về khoảng tầm độ, tới khoảng tầm độ 24, Tabi là 19. Vâng, họ cũng là một L và thủ P và một A bắn phù Joby. Phù đứng trong nhà toàn tập và chờ cũng được đội bạn sang để bổ. Chờ cũng được đội bạn sang để bổ đấy anh em ạ. Sóc sọc đơn để có thể giết phù của đội bạn. Vâng, bên bài có ruộng tại nhà con he là bài hình như ăn trần lực cái sao ấy. Vâng, đội bạn có 4 dân chạy góc 3 giờ. Không phải, có phải là bài đi ăn trần lực hay không? Nhìn qua nhà chính của he thì không có ruộng. Vâng, bên bài nhà khung. Còn nhà đội bạn thì không khung. Vâng, check cho cẩn thận xem liệu rằng mặt 12 giờ xuống kín hay chưa. Vâng, cùng giờ đầu tiên đã có. Vâng, đội bạn sẽ công. Vâng, cùng giờ lên thôi. Tự nhiên là sẽ có giờ sớm thôi. Bắt đầu xô vào kìa. Rồi được một con, phù được một con, tham cân luôn, tham cân luôn. Tất cả những gì lợi thế hoe thềm đầu tầm này khán cao đều đã mất đi rồi. Và một thế trận cân khi mình đang phù được một đàn đà của đội bạn, nhưng cẩn thận he có phù theo sau luôn. Và dọc đơn cần phải đi trước và cùng rồi kìa, giữ phù, và phải giữ phù cẩn thận, và giữ phù cẩn thận. 27 36 thôi, rất nhiều lạc đà phù của đội bạn. Ui rồi tầm này này. Tớ này đau quá. Tớ này tớ rất đau. Giữ con phù nào. Rồi chơi 25 và 36. Vâng, còn phù hay không đây? Vẫn đang cố gắng sóc đều phù giúp Bi. Và một thế trận và đang là cực kỳ căng. Bi vừa chết mất khoảng tầm độ 4 con phù. Và làm này tụt thảm hại. Còn lại 24 và 36 thôi. Vâng, họ đang cùng giờ đi trước. Nhưng lạc đà mình pan cơ mà. Sợ cái gì? Lạc đà mình pan cơ mà. Đấy chơi đi, chơi đi kìa, gặp kìa. Vâng, cần phải giữ phù thật khéo tình huống này. Vâng, cần phải giữ phù thật khéo. Đỏ đi em ơi, không đỏ. Vâng, sọc đơn giờ gặp lạc đà gần như là con gặp bố. Phải cố gắng giữ phù thôi, phải cố gắng giữ phù thật khéo. E đang rất đồng quần. Chúng ta là phù pan, loại phù không công nghệ. Thổi đi, phù chuẩn vào, đỏ đi em ơi. 27 rồi. Vâng, tờ này mà không phù đỏ là gãy luôn này. Có một pha đầu quân tờ này ăn được không? Đội bạn đã có công, có giáp. Và chúng ta vẫn đang còn phù. Phù được một con là thủ được. Hai con này không? Và xin hai con này không? Vâng, 26 mai phù được một đà của đội bạn. Hay bên kia là bạn thấy cậu ăn hoang thôi. Thủ được là vẫn đang còn cửa, cố lên. Vẫn đang 26. Vâng, chúng ta phải có ruộng. Hay là bạn thấy cậu vừa ăn hoang vừa ăn ruộng. Tham này và tham này đang gặp cất. Một tham này cần. Và một tham này cần rồi. Giữ con phù. Và giữ con phù thật khéo. Kéo. Vội rồi em ơi. Vội quá rồi. Vâng, bài không có ruộng ở nhà. Và he đang công cực kỳ gắt. Vâng, rất vội anh em ạ. Công rất vội. Bài he tầm này có vẻ như lực đang cạn dần rồi. BB là 31. Vâng, sau tình huống mà chúng ta bắt được hai lạc đà đội bạn vừa rồi, tam hai cảng cao sẽ trở về. Bi đang đè một chút và tiếp tục có lạc đà đội bạn bắn đỏ em ơi, đỏ không. Vâng, trời, phủ đèn thế. Và đang còn đầy phù, vẫn đang đầy phù. Chạy dân đi, giữ tham đi. Vâng, giữ tham đi. 32 và 36 vẫn đang còn rất nhiều phù giúp Bi. Vâng, còn hai con phù cơ, thoải mái. Vâng, bắt đầu đi công một tơn. Vâng, họ đang lọt nhà mình một tơn màu lạc đà thôi. Cơ cấu lại dân ruộng chính và sóc quân đều ra kia, đừng để tách cái dân pan đấy nhá. Dân pan 75 từng một con đấy, cẩn thận vào, chắc chiều vào. Họ lại tiếp tục dồn lên. BB là 30. Vâng, BB là 30 trên 40. Tham mai quá là cần rồi, nhưng chúng ta phải có ruộng. Còn he là bài nhìn qua nhà chính ta không có ruộng. Vâng, bắt đầu có dân nhà chính cho em bên kia. Vâng, BB là 28.
He là bài thứ kiểu ăn oang trần lực thôi anh em ạ. Bi là bài thế nhà khung, tôi bảo rồi. Bù lại cho nó Bi có thế nhà khung và có thể đánh lâu dài được. Còn He là bài rất vội bởi nhà anh ta xấu, anh ta bắt buộc phải đi công để kết thúc sớm trận đấu thôi. Vâng, nhà anh ta không khung được bằng nhà Bi. Một bài ăn oang trần lực của He sắp quân thềm đầu, thành ra là quân thềm đầu đang rất phũ phàng. Vâng, đây là 31/40 trong đội Bi anh em ạ. 31/40, một đạo quân đi chăn ăn oang của đội bạn. Còn lại thủ nhà trần lực vẫn đang có phủ rất khó chịu để cho He không dám lao vào quá ổ báo. Vâng, ba quân đi chăn rồi, quan trọng là sắp quân đều nha, đừng có dân dùng làm gì cả, sắp quân đều lên, cố lên. Tham là 33 rồi, khả năng cao tham hay tầm này mình đang gọi là cân đấy, ít nhất là cân, đè không thì chưa dám khẳng định, tối thiểu là cân. Vâng, Mi là 33/44. Vâng, tân số tiếp theo của đội bạn phù kìa, cần phải điều phù, giữ phù thật khéo. Phù là phù đen ạ, tuần này ăn được không đây. Vâng, với quán phù thì huống này tuần khô máu. Vâng, vẫn đứng lại đầu cho Bi luôn, ai sẽ ăn đây. Vâng, chết sạch quân này. Ô vâng, mình cũng chết không ít. Vâng, phù là phù đỏ đi em ơi, đỏ đi em ơi, đỏ đi rồi, được một con rồi, chỉ cần được một con thôi. Giữ cung giờ, cung giờ mình chỉ là cung đường của Babylon thôi. Vâng, giờ pan chỉ ngang cung giờ Babylon thôi, một tuần hỗn chiến. Vâng, tuần này Bi đang chết sạch quân. Bi là 19, một tuần giữ phù không khéo, bây giờ sửa ruộng và có phù công lên kìa. Vâng, có phù công lên kìa. Vâng, đen hạt đặc đà luôn cho em bên kia luôn, một tuần đầu quân là Bi giữ phù không khéo và cái giá phải trả đã là khá đắt. Vâng, tầm này còn lại là 18 thôi, em đang dồn quân lên rất đều và thua trận này được. Đã có thời điểm mà tầm này mình đang đè vốc xuống, nhưng những pha giữ phù chưa phải là quá khéo. Vâng, 47. Vâng, Bi đầu tư cái giáp 4 cung giờ không ăn thua anh em ạ. Vâng, đầu tư giáp 4 cung giờ vẫn không ăn thua thế này. Vâng, 47. Và bây giờ thì đừng mơ top 4 làm gì nữa. Thua rồi, thua rồi. Và như vậy sang hit, đây 3/8 UB sang mấy tỷ và quả đầu cấu đầu luôn rồi. Nói chung cái tầm này thì quân nào thì cố gắng bắt đầu gỡ hiệu số đi cũng được. Thôi thì thua 7/6 thì cũng đỡ nhục, còn thua 9/4 nó cạn lời. Vâng, những tên giữ phù chưa phải là khéo UB anh em ạ. Có những thời điểm mà tham ta đè tham được bạn rồi, nhưng quan trọng giữ phù không khéo và bạn xô vào an phù. Và đến giờ phút này thì quân là quân nhỉnh hơn Subi. Đấy sang đấy, cố gắng lên. Có voi Subi và thứ 4 là có voi, quả đầu ăn được. Vâng, bài là bài khá tươi rồi, bài là bài khá tươi Subi rồi anh em ạ. Bên kia thì bách để xẻ ra rồi. Chán rồi anh em buồn 1, em buồn 10. Vâng, có trận đấu với cảm giác trận AC Pan cũng thế, trận 2 Pan này cũng có lúc mà chúng ta có cửa thắng nhưng không thể tận dụng được.
Và đúng tên đi phù thì đúng là BJ phù chưa bao giờ thực sự mắc binh cả. Nhưng pha giữ phù và thổi phù thì thứ nhất là không đỏ, thứ hai là cái khả năng giữ phù bị kém. Vâng, khả năng giữ phù bị không tốt. Vâng, phù là phù pan thôi, những loại phù mà không có công nghệ gì cả. Chán rồi anh em, nói chung bình luận mà thua nhiều thì cũng buồn chứ. Cảm giác có thế trận mà mình có cửa thắng mà không thể thắng được thì thực sự là buồn. Anh em buồn 1, em buồn 10. Vâng, mi buồn khoảng tầm 100 đi. Đây là 18, vâng, S đầu thời điểm cuối 4 đầu năm cho mi. Dắt thêm một đoàn thứ hai về. Vâng, dắt thêm một đoàn thứ hai về thôi. Bài là bài tươi. Ở trung tâm này rồi thì cố thôi. Cố trận nào hay trận ấy, còn thua thì thua chung cuộc rồi. Bài là bài có hưu, có voi, có quả phụ. Vâng, quả phụ 5 cây. 6 có quả phụ này. Định tầm này bài vở mắc binh thế à rồi. Đầu tư bet thứ hai gỗ Subi, ủa sổ. 3 quả phụ. Sao không phải là pan trận này nhỉ? Vâng, là pan trận này có phải là tươi hay không? Vâng, 3 quả phụ Zubi luôn cho nó mát. Rất nhiều quả. Vâng, BB bò rộng Zubi luôn. BB khung rộng nhà Zubi luôn. Bên kia là 20% hit tỷ. Một bài đấu của bạn là bài tiệm cận mức sâu. Vâng, bài đấu bạn là bài tiệm cận mức sâu. Vâng, BM và cả KLBL thôi chứ. Vâng, BM và đây sẽ là BC đây. Vâng, BL số B. Vâng, BL số B. Kịch là kịch chin xanh giàu khoa và 95x cho bài đầu 25 dần cộng 1 của bài cầm xe. Đánh chém thêm đâu, có đầu vàng và chuyển lạc đà hay không đây, hay là hôn ba lời xong thì còn nguyên hai bãi quả. Như vậy nâng cấp bổ gỗ Zubi, đánh theo kiểu là theo kiểu hôn mã thôi, không đầu vàng và một l cạn lời và trên một dân đi dò. Đi dò cái gì nhở? Vâng, con dò mình có cái công. Con dò mình thì có cái công. Vâng, đây dân ổ e rồi. Nhà đầu bạn là góc 3 giờ. Vâng, nhà đầu bạn là góc 3 giờ. Đấy, lấy nó cái dao và chọc đi. Vâng, hôn 3, không đầu vàng. Không sóc lạc đào, bỏ cái giáp để nâng cấp lốp xe và sóc quân đều thôi. Bài là bài 3 quả phụ do bài cầm xe. Do mình do có công. Vâng, bị đồ bạn vẽ bắt giò. Vâng, bị đồ bạn vẽ bắt giò. Nó vẽ tốt tê thôi. Phận giữ được giò rồi bị không sao. Nói chung trận này thì bài vở kiểu này thì đánh ra thua khó, đánh ra thắng anh em ạ. Sút ra ngoài còn khó hơn ghi bàn nữa. Bài là bài 3 quả phụ cho sen. 4 nhà quân sóc đều. 1 L và 3 A. Con giò chỉ mang chắc đi giò thôi, không chọc dân nào của đồ bạn cả. Vâng, không đầu vàng. Bài là bài đánh theo kiểu đánh thua còn khó đánh thắng. 5 nhà quân sóc đều chuẩn bị luôn. Vâng, 5 nhà quân luôn. Bắt đầu sóc. Tần đầu thì hơi xịt. Tần đầu thì hơi xịt. Okay.
Và lên lời xong thì và không bất lực để có thể gọi ra bất kỳ chữ độ nào cả. Ăn trần lực nút tắt bãi quả thôi. Khả năng cao là ăn hết bãi quả này đủ sức điểm he bên kia rồi. Đấy, cứ đặt nhập quân sóc đều thôi. Và con tê của bạn bắt đầu đi công kìa. Đội bạn bắt đầu đi công tê. Tammy là 37/40. Vâng, 4A của đội bạn, 3 của đội bạn, 4A. Vâng, 4A bãi gỗ không bò. Này thì không bò gỗ chúng tôi này. Chơi ô 3 luôn không? Vâng, ô 3 luôn, tôi bảo rồi. Bài này thì anh thua khó đánh thắng anh em ạ. Để mà đánh thua trận này thì còn khó đánh thắng. Vẫn chưa được lượt đội bạn. Mặc dù đây tân quân thứ hai bị đẩy lên rồi. Vâng, chết sạch bài gỗ. Và tỷ số sẽ là 57 cho bi rồi anh em ạ. Trận này thì sút ra ngoài còn khó hơn ghi bàn. Vâng, sút ra ngoài còn khó hơn ghi bàn cho bi. Vâng, đang rất cố gắng nghe bên kia. Nhưng bi đang dồn lên quân lên là quá đều. Vâng, cung đường bằng chân của giáp. Dọc đơn có công đang bổ vào là khá đau. Tham bi là 46-56. Họ chết sạch bãi gỗ rồi. Ô 3 thôi. Và tách một khung giờ bán dân đồ bạn. Còn ô 3 trần lực tôi là đủ rồi. Cần gì phải tách bằng gì nhiều. Vâng, 50 chú bi. Vâng, nghe đang vẩy e vẩy làm cái gì. Để gỗ và sóc quân. Vâng, để gỗ và sóc quân này ạ. À. Để gỗ và sóc quân. Điều giờ một chút cho bi. Vâng, dọc đơn kẹp khung giờ các kiểu. Và tấn công thứ tư đã tới. Và thứ tư đã tới. E đang hết sạch này, hết dần lực rồi. Vâng, hết dần lực cho em bên kia rồi. 57 cờ lờ chắc chưa? Chắc rồi anh ơi, cái tầm này trận này bật thua đã cạn lời. Thua trận này em gọi he bằng bố. Em gọi he bằng bố cho he 5 lúc vào mồm luôn được chưa? Đấy, như thế này anh em bảo là vẫn còn cửa thua rồi bị nó cạn lời. Chẳng qua tầm này thua chung cuộc rồi, không có bình luận nhiều thôi. Còn đến trận này em bên kia có vị gì đâu, chết sạch bãi gỗ. Hai chiếc trộn nhà chính thì lèo tèo chết luôn rồi. Tám bi là 60. Đấy, 5 nhà quân sóc đều. Dĩ đều lên thì thua kiểu gì anh em? Còn chẳng qua tầm này thua thôi, cũng bình luận nhiều thôi. Đấy, tầm này anh em bảo là tầm này còn hỏi là 57 chắc chưa. Thế kiểu thách đố là có thắng được trận này hay không. Em đánh bằng dân cũng thắng. Có 5 chạm rồi bi rồi. Liệu rằng có chạm thứ 6 hay không? Và như bảng 2 anh em ạ. Bảng 2 xong rồi cuối cùng. Sắp xong rồi. Làm nhanh làm gọn anh em ơi. Xin một chạm nữa. Ai. Vâng, quy top 3 rồi anh em ạ. Quy top 3 rồi. Bảng quân số 2, BB là gì? Vâng, như vậy là 17. Tiếp tục là sen cho bi là cho son. Quýt luôn đấy. Rồi ơi. Sen của he và bi cầm cho son anh em ạ. Cho son của bi cầm. Và he là cầm sen. Ở trong cái tầm này rồi thì quân gì cũng được. Vâng. Cho son và sang. Như vậy thua thì Bi sẽ đứng thứ 6 anh em ạ. Sẽ xếp thứ 6. Để xem thứ mấy bảng xếp hạng chưa có nhỉ. Chưa thấy ban tổ chức cập nhật. Sang và cho son. Vâng, trận đấu cuối cùng. Và chờ xem bài vở xem cũng nghiệt hay không. Con này xem đồ bạn có không lên đời hay không thôi. Chỉ còn đồ bạn chỉ cần sớm lên đời thôi là khoai. Vâng, sóc dân ngang xem. Dành cho bi.
Dọc dần ngang sang Châu Huy. Vâng, quyết giải 3 rồi anh em ạ. 3 vị trí đầu tiên thì xác định luôn rồi, đó là Sẻ, Hồng Anh và Quyết Cam. Vâng, chim Sẻ vô địch, Hồng Anh giải nhì và Quyết Cam giải 3. Vâng, giải 3. Đây là 13/16 đến từ cái thủ BB. Bài là bài tươi, có voi có quả phụ rồi. Quả phụ rất gần quả chính. Và một thế bài khung của con Son Son. Và một thế bài khung của con Son Son. Và trận đấu cùng rồi, chim Sẻ đang dẫn trước anh Bách 1-0 rồi anh em ạ. Ôi, anh Bách có thể thắng được chim Sẻ hay không? Hai mươi sáu dân rồi, 757 Chu Bi nghe ạ. Kích đời là 757 Chu Bi cầm gió son. Bài là bài mắc, chẳng qua quân là quân tịt thôi. Để chờ xem nó có siêu phẩm gì Chu Bi trận này không. Và có siêu phẩm gì Chu Bi trận này không. Cho son với cả sang của đồ bạn. Vâng, chơi bi thôi ta mày anh em ạ. Đồ bạn này có xe giò, một bài khung nhà số bi. Lực là khỏe đấy chứ. Vâng, BM. Và đây xe BL của bi thôi. Là cung 3 đây. Ôi BL thôi. Rồi cung 3 thẳng một áo cạn lời. 27 dân. Vâng, đồ bạn cũng 27 dân đời sớm hơn chúng ta. Lên đời sớm hơn chúng ta. Vâng, bình luận viên có xem mày có ở he chỉ nhà cho bi sao ta. À, chào Phúc em đây. Ô, con gà đế chế này. Vâng, bạn theo kiểu đánh chế. Vâng, Lương Thành Phúc đây. Vâng, xin chào Phúc em này. 27-32 đến từ bi. Phúc em này vẫn chơi chế cơ. Em tưởng là, anh tưởng là mày bỏ chế rồi chứ em. Vẫn chơi vẫn xem á. Thôi xem làm gì, xem nhiều vẫn ngu, xem làm gì em ơi, bỏ đi. Đùa. Chuyển sang làm bộ môn khác đi, đừng chơi chế nữa. Và đừng bắt học đồ em gánh tạ làm gì nữa. Xem nhiều mà ngu vẫn ngu, xem làm gì Phúc ơi. Và Phúc em, Lương Thành Phúc. Khoai quá nhỉ, và đồ bạn là giò công ra đầy đủ. Sư tử còn cắn giò mình nữa, còn cạn lời. Thôi khó, tỷ số sẽ 5-8 rồi. Khoai quá, sang cho son. Một kẻ đấu con giò đồ bạn có quá nhiều lợi thế thềm đầu rồi. Bi là bài mắc binh, nhưng trận này Bi là bài cầm cho son thôi. Không phải là IA là Babylon gì cả. Cho thêm chiếc ghe nữa để kín lại khoanh trụ bên ngoài chúng ta.
Vâng, giờ đội bạn gọi chấm máu tôi muốn nó chết luôn đi. Đấy, nhiệm vụ bây giờ là phải giết chết con giò đồ bạn trước khi quyết định em ạ. Phải giết chết con giò đồ bạn trước khi quyết. Vâng, 25-36, ta phải đọc tham và chờ đợi thôi. Lạc đà tới luôn rồi kìa. Lạc đà có luôn rồi kìa. Vâng, full được một lạc đà của đồ bạn. Và nghe có cung rồi chưa đây. Và chết sạch bãi quả bên ngoài cho bi. Và bảo vệ thành công với chức giải 3 cho Quýt. Rất may bạn ấy có thể bảo vệ thành công với giải 3 cho Quýt anh em ạ. Giữ lại cái giải 3 cho ông Quýt. Và cạn lời. Có dạng nằm là giữ lại cái giải 3 cho Quýt thôi. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cho bi. Vâng, để thua. Để thua 5-8. Vâng, đây là 29-36. Và anh vậy theo thời điểm vào khoảng tầm 16 đội game thủ toàn lực thì bi bắt đầu đi công rồi. Vâng, thì bi bắt đầu đi công rồi. Hè làm gì mà mày giết nhanh hè ơi. Mày có giết, mày giết nhanh hè ơi. Chưa thấy mày làm gì cả thế này. Không thấy công. Đánh đập đôi à? Hay là hot thần của Seng đây? Vâng, chưa thấy hè đi công không rồi anh em ạ. Vâng, 38 lần đổi bạn. Khả năng cao đánh hot thần rồi. Có phù dắt lên cho bi. Vâng, ba con phù có chạy nhanh rồi. Ở nhà cũng rồi bắt đầu công vào. Bắt đầu cũng rồi công vào ở nhà đến được bi. Vâng, chảy nước mắt. Thôi bảo về thành công giải 3 giống biết là được rồi. Quýt đi, khổ quá, cố cái gì nữa. Vâng, để nó củ hành thêm nhục thêm thôi. Và tỷ số là 5-8 dành cho Hè. Và cảm ơn tất cả mọi người like chia sẻ của Vũ. Thua rồi anh em ạ. Sướng.